Xuống xe đi, mở cốp ra. Đem đồ ăn lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Mở cửa ra. Hai mươi năm trước tôi cũng ở căn nhà tồi tàn giống như vậy, chỉ nhỏ vậy thôi, chật hẹp như vậy nè. Không ngờ 20 năm sau tôi lại phải sống ở nơi này nữa. Nhà ở quê tôi y chang như vậy. Dương Bạch Lâm, Đường Hồng, Dương Kiến Quần, Dương Kiến Thu, một lũ khốn. 20 năm trước tôi muốn trở thành một người có địa vị mà giờ bắt tôi làm chó. Anh, các người đều không có tôi là con người có đúng vậy không hả? Mau nói đi. Không có. Thôi mà Hải Thanh, cậu đừng có kích động. Tôi là cái gì hả? Tôi vẫn luôn coi cậu là anh em. Anh coi tôi là chó kìa. Không có. Đều coi tôi là chó mới để tôi ở chỗ này đây. Tôi chính là một con chó. Tôi sẽ cho anh coi tôi làm chó như thế nào đây. Được không? Tôi là chó đó. Bình tĩnh lại đã. Chúng ta... Chó. Phải bình tĩnh lại mới được. Hả? Ngồi. Ngồi đi. Tôi phải ở chỗ này. Tôn Minh à. Ngồi đi. Thật ra có lúc tôi cũng rất biết ơn anh. À, nếu như không có anh thì tôi không thể làm phó giám đốc. Trong suốt quãng đường tới đây, anh cũng nhiều lần chăm sóc tôi. Tôi không thể dứt bỏ anh. Bây giờ chúng ta chỉ còn một cách thôi. Anh không có tiền, tôi có tiền. Tiền của hai chúng ta. Ha. À, tôi sẽ cho anh một nửa số tiền này. Ha. À, hai chúng ta qua châu Âu. Anh muốn làm cái gì bên đó thì anh cứ việc làm theo ý mình. Ha. À, chúng ta qua đó, tôi ăn cái gì anh ăn cái đó, tôi ở chỗ nào anh ở chỗ đó, tôi không bao giờ quên anh. Hải Thanh à, đừng có khuyên tôi. Tôi còn cách thứ hai nữa. Anh có thể chọn nó. Dương Bách Lâm, kêu tôi tiễn anh đi.
anh ta không hề quan tâm anh sống hay là chết. Tôi có giết anh ở trong cái ổ chó này thì cũng không một ai biết là tôi làm. Đây chính là con đường thứ hai, anh tự chọn đi. Hải Thanh, Hải Thanh, thật ra còn cách thứ ba thật đó. Cậu bình tĩnh lại, nghe tôi nói đã. Tôi rất bình tĩnh đó, anh nói đi. Chúng ta hãy cùng về nước tự thú. Tôi đã hỏi cảnh sát xong hết rồi. Chúng ta chỉ phạm tội về kinh tế, tội không nặng, chỉ phạt mấy năm. Chỉ cần chúng ta có thái độ cải tạo tốt thì chúng ta sẽ sớm được ra tù. Chúng ta có thể bắt đầu lại. Tôi không thể bắt đầu lại đâu. Tôi lăn lộn 20 năm, cuối cùng lại đi bắt đầu thì còn làm gì được nữa. Tôi đã mất 20 năm rồi, tôi không thể mất thêm 20 năm nữa. Tôi biết tôi nên chọn con đường nào. Được rồi, vậy chúng ta vẫn còn thời gian, chúng ta cứ từ từ bàn bạc ha. Cậu bình tĩnh lại đã. Để tôi ra ngoài nấu nước sôi cho cậu. Tôi pha trà cho cậu, được không hả? Chúng ta sẽ bàn bạc lại, vẫn còn thời gian mà, đúng không Hải Thanh? Bình tĩnh lại đi hả? Ở đây có bếp nè, có nồi nữa. Tôi ra ngoài lấy nước về nấu mì. Tùng Minh, Tùng Minh, Tùng Minh, Tùng Minh, Tùng Minh, thả tôi ra vô lên. Tùng Minh à, anh có đó không vậy? Tôi đưa hết tiền cho anh. Tùng Minh à, Tùng Minh, Tùng Minh, Tùng Minh, tôi sẽ giết anh, Tùng Minh. Cứu với, cứu tôi với, cứu hả? Cứu. Chào anh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cứu tôi với. Anh bị cái gì? Mời anh tránh xa ra. Có người. Tôi đề nghị anh hãy đứng sang một bên, thưa anh. Cứu. Trụ sở cảnh sát bang Bắc Carolina, Mỹ. Bên này. Anh có thể hiểu cậu ta muốn giết tôi. Tôi nhốt. Xin lỗi. Cửa tôi khóa. Cửa. Cậu ta. Anh được an toàn rồi. Anh đã an toàn rồi. Bình tĩnh lại. Uống một ly cà phê. Anh bình tĩnh lại đã. Không. Tôi không uống cà phê. Tôi cần anh giúp tôi. Ở đây có ai biết cậu tiếng ta, Nhật không vậy? Cậu ta bắn. Bắn, tôi thành thật xin bắn, lỗi bắn. Anh hãy ngồi xuống trước, uống một cái gì đó. Tôi sẽ kêu người. Cậu ta muốn giết tôi, sao anh lại không hiểu chứ? Tôi ở ICE, rất vui được gặp anh. Bây giờ người bị Triệu Hải Thanh bắt cóc tên là Tôn Minh. Bây giờ anh ta đang ở trong chỗ của anh. Chúng tôi cần nói chuyện với anh ta. Anh không hiểu gì sao? Anh ta có súng. Anh ta muốn giết tôi. Tôi cần sự giúp đỡ. Anh à, bình tĩnh lại đi. Tôn Minh. Cảnh sát hả? Cuối cùng hai người cũng tới. Cảnh sát Ngô. Triệu Hải Thanh điên rồi. Cậu ta đã đe dọa tôi, chứ tôi không muốn trốn đâu. Hai người. Chúng tôi đã hiểu tất cả mọi chuyện rồi. Nếu anh chạy ra đi, vậy Triệu Hải Thanh luôn. Hồi lúc nãy tôi nhốt cậu ta dưới hầm, nhưng lúc cậu ta không chú ý, tôi khóa cửa lại rồi chạy ra. Tôi dắt hai người đi bắt cậu ta. Edward, Tùng Minh nói anh ta đã nhốt Triệu Hải Thanh dưới tầng hầm. Anh có thể nói cảnh sát ở đây để cho họ cùng tôi bắt Triệu Hải Thanh hay không vậy? Được chứ. Chúng tôi có thể mượn người để bắt Triệu Hải Thanh không? Được chứ. Cảm ơn.
Cảm ơn. Cảm ơn. Chuẩn bị xuất phát ngay bây giờ. Anh làm rất tốt. Đi thôi. Cảm ơn. Vi phạm ở đây sao? Không có ai ở đây hết. Anh ta đâu? Chạy trốn rồi. Sao lại trốn được? Có lẽ là anh ta đã phá cánh cửa. Edward, hãy bắt anh ta giùm chúng tôi. Được, tôi biết rồi. Ok, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn. Được rồi, hãy cho người kiểm tra hết khu này đi. Tìm cho kỹ. Cảnh sát hả? Vậy đừng nhìn nữa, anh ta trốn rồi. Trốn rồi? Triệu Hải Thanh, sao cậu ta trốn được? Tôi đã khóa trái cửa rồi mà. Anh ta phá cửa rồi trốn. Vậy phải làm sao đây? Anh có thể đi rồi. Sao mà tôi đi được chứ? Tôi ở ngoài sáng, cậu ta ở trong tối. Cậu ta có súng, cậu ta có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, đe dọa sự an toàn của tôi. Hai người phải nghĩ cách để bảo vệ tôi. Thôi cũng được, anh còn một con đường khác để chọn, đó là đi cùng chúng tôi. Đi đâu? Tối nay chúng ta ở Bắc California, ngày mai sẽ về Los Angeles. Sau đó chúng tôi sẽ sắp xếp đưa anh về Bắc Giang, như vậy anh sẽ được an toàn. Về Bắc Giang hả? Để tôi nghĩ lại đã. Nếu như hôm nay tôi đi cùng hai người, hai người phải bảo vệ tôi. Một tên nhát gan như Tôn Minh mà anh cũng không canh chừng được. Anh làm việc kiểu gì vậy? Trong ấn tượng của tôi, anh chưa từng làm hỏng việc. Không lẽ khi anh qua Mỹ, anh lại lùi bước? Hả Lâm à, không phải anh nói chúng ta không được làm dơ tay mình hay sao? Tôi đã dặn Triệu Hải Thanh canh chừng Tôn Minh, không ngờ Triệu Hải Thanh lại vô dụng như vậy. Giờ Triệu Hải Thanh đang ở đâu? Cậu ta rời khỏi Mỹ rồi, cậu ta dùng thân phận giả. Cho nên tôi đoán chắc bây giờ Tôn Minh đã rơi vào tay đám cảnh sát trong nước rồi. Anh Lâm, chuyện này đều là tại tôi. Tôi đã không để ý hành động của đám cảnh sát ở trong nước. Nhưng mà Tôn Minh là tên ba phải nhát gan, anh ta có nói hết những chuyện trước đây ra hay không? Có lẽ anh ta không nói. Vợ con anh ta còn ở Mỹ, nhiều nhất thì cũng chỉ khai chuyện vay vốn của Tân Cao Khoa và chuyện vay vốn mua Duy Khang. Còn về những chuyện còn lại, anh ta không dám nói ra đâu. Hơn nữa ở Bắc Giang còn người lo lắng hơn cả tôi. Dương Kiến Quần muốn bảo vệ Dương Kiến Thu thì phải tìm cách để Tôn Minh phải im miệng. Chỉ cần không phạm pháp ở Mỹ thì cảnh sát ở trong nước cũng không làm gì được chúng ta. Bắc Carolina, Mỹ. Anh ăn chậm thôi, có ai hối anh đâu. Xin lỗi nha, tôi đói mấy ngày rồi. Tùng Minh à, lần này chúng tôi tới Mỹ cũng là anh kêu chúng tôi. Nhưng mà không ngờ giữa chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bình thường chúng tôi không có quyền điều tra khi ở nước ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là chúng tôi cứu anh. Cho nên nếu như nói trắng ra, anh đang nợ chúng tôi. Tôi biết chứ. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cô. Tôi muốn nghe anh nói vài chuyện.
Nhưng tôi thấy với tình hình này, anh không cần nói gì hết, ngoan ngoãn theo chúng tôi về nước là được rồi. Anh coi tình hình trước mắt đi, anh không có tiền bạc, còn bị đe dọa tới tính mạng. Anh nói coi, nếu như ngày mai chúng tôi đi rồi, Triệu Hải Thanh lại tìm anh có thể trốn, nhưng con anh trốn đi đâu? Anh không nghĩ cho bản thân, cũng nên nghĩ cho thằng bé chứ. Trong mắt mọi người, anh luôn là một đứa con hiếu thảo. Nhưng bây giờ thì sao? Anh đã làm ra nhiều chuyện bất hiếu. Sau khi ba của anh biết chuyện tái phát bệnh tim tới nỗi phải nhập viện, suýt chút nữa anh đã không được gặp ba của anh rồi. Tùng Minh à, có những lúc làm người không được quá ích kỷ. Phải, những điều cậu nói tôi cũng đã nghĩ tới. Mấy ngày nay tôi ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày nơm nớp lo sợ, không còn hy vọng gì hết, rất tuyệt vọng. Nếu như tôi quay về, tôi sẽ bị xử mấy năm. Chuyện này không phải do chúng tôi quyết định, cần có sự cân nhắc của tòa án. Nhưng mà tôi có thể đảm bảo với anh, nếu anh chịu về nước tự thú, trong lúc tòa án xem xét mức phạt, nhất định cân nhắc điều này. Hơn nữa, chúng tôi cũng sẽ giúp để anh được hưởng khoan hồng. Tôi có một yêu cầu. Tôi nói được chứ? Nói đi. Lúc nãy cậu cũng đã nói, Triệu Hải Thanh vẫn còn đang lẩn trốn. Tôi thật sự rất lo lắng cho con trai tôi, cho nên tôi hy vọng tôi có thể đưa nó về nước. Nếu để thằng bé ở đây, tôi thật sự không thể yên tâm. Nếu thằng bé không về, tôi không thể đi cùng các cậu được. Nhưng mà mẹ của thằng bé có thể sẽ không đồng ý. Bởi vì lúc trước, cô ấy hứa với tôi sẽ đưa thằng bé về, nhưng sau đó lại đổi ý. Tôi biết cô ấy không nỡ xa con. Anh không cần lo lắng chuyện này. Chuyện của Dương Nguyễn Di hãy giao cho chúng tôi. Vậy thì tốt. Còn nữa, sau khi thằng bé về, tôi mong nó được học ở ngôi trường tốt nhất, nhận được sự giáo dục tốt nhất. Các cậu có thể giải quyết giùm tôi không? Nếu là như vậy, tôi đồng ý về với cậu. Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Được. Anh giải quyết chuyện đi học của thằng bé bằng cách nào? Để tôi suy nghĩ đã. Tôi gọi cho sếp Dương. Alo. Sếp Dương. Là như vậy.
Vụ án cướp xe buýt ở trường Long Hoa năm đó, dù chúng ta cùng giải quyết, anh có còn nhớ không? Đương nhiên là nhớ rồi. Cũng nhờ nó mà mình lập công, báo chí cũng đăng tin. Sao vậy? Anh còn số hiệu trưởng của trường đó không vậy? Hạ Diễn à, cậu đang xử lý vụ án lớn như vậy ở Mỹ, giờ lại hỏi tôi số của hiệu trưởng trường Long Hoa. Nếu tôi đoán không nhầm thì chuyện này là bởi vì Tôn Minh, có đúng vậy không? Có phải muốn anh ta về nước thì phải giải quyết vấn đề học hành cho con trai anh ta, phải không? Đúng vậy. Cậu ở Mỹ tôi cũng không giúp được gì nhiều cho cậu, cho nên chuyện này để tôi giải quyết cho. Có gì tự báo. Anh hai. Em đi bới cơm cho anh. Thế nào rồi? Anh ấy nói chuyện trường học cứ để anh ấy lo cho, anh ấy sẽ gọi lại. Vậy thì tốt quá. À đúng rồi, bây giờ cô gọi cho Dương Quyển Di đi, ráng thuyết phục cô ấy. Được. Alo. Xin chào hiệu trưởng Lưu. Tôi là Dương Kiến Quân. Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, là tôi. Dạ. Hiện giờ tôi đang có một việc gấp, muốn nhờ ông giúp đỡ. Bạn của tôi có một thằng con trai hiện đang ở Mỹ, và anh ta muốn nó về nước học tập. Tôi suy đi nghĩ lại cứ thấy nên cho nó học ở trường Long Hoa của ông thì mới yên tâm. Dạ. Edward, nghỉ ngơi chút đi. Nè. Ừ? Giải quyết xong chuyện học của thần thần rồi. Nhanh vậy sao? Trường học tốt nhất ở thành phố Bắc Giang. Chờ đã, để tôi đoán thử coi. Là trường Long Hoa, đúng không? Sao anh lại biết vậy? Đầu tiên, trường học Long Hoa là một trong những trường tốt nhất ở Bắc Giang. Ngoài ra, lúc trước vụ án cướp xe buýt trường Long Hoa gây ra chấn động một thời là do cậu giải quyết. Tìm trường cho con trai Tôn Minh sao? Sao chúng ta lại phải lo chuyện này chứ? Con trai anh ta về đây, vậy thì anh ta cũng về đây. Anh ta mà về thì chúng ta phải làm sao? Bộ chị của anh mới quen hiệu trưởng thôi sao? Vấn đề nhập học của con trai Tôn Minh sớm muộn cũng sẽ được giải quyết. Anh chủ động đứng ra làm chuyện này là vì anh có suy tính riêng. Em đừng có hỏi nhiều. Thế nào rồi? Hả? Mẹ thằng bé đã đồng ý chưa? Không đồng ý sao? Dương Nguyễn Di tạm thời không đồng ý. Tôi biết ngay nhất định sẽ như vậy mà. Tôi hiểu con người cô ấy quá mà. Hai người không thể thuyết phục được cô ấy đâu. Được rồi, giờ có nói gì cũng vô ích thôi, đúng không?
Chuyện này không thể giải quyết được, anh nôn nóng làm cái gì chứ? Phải cho chúng tôi thời gian đúng không? Được rồi, vậy đi. Các cậu ra ngoài đi, để tôi nghỉ ngơi lát được hay không? Để tôi nghỉ ngơi đã. Đi thôi. Los Angeles, Mỹ. Anh Lâm à, chuyện anh nói đều đúng, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Gần đây tôi có nghe nói chuyện về truy bắt tội phạm đang trốn ra nước ngoài. Cảnh sát trong nước ra tay rất nhanh. Anh sợ rồi sao? Không sợ, có anh ở đây. Tôi chưa từng biết sợ là gì. Triệu Hải Thanh cũng đã trốn khỏi nước Mỹ rồi. Về phía chúng ta vẫn còn người bạn là Steven. Chỉ cần ráng cầm cự, kiên quyết không về nước, vậy thì chúng ta sẽ được an toàn. Tôi không lo chuyện có an toàn hay không, chỉ là tự nhiên chúng ta bị mất 200 triệu. Tôi còn định lấy số tiền này làm vốn để làm ăn đó chứ. Sao tự nhiên lại muốn làm ăn? Anh cũng biết là tôi thích xe máy mà. Tôi cũng quen một vài người có máu mặt nên muốn mở một cửa hàng xe máy. Nhất định sẽ kiếm được tiền. Tôi cũng tìm được nơi mở cửa hàng rồi. Anh Lâm à, thật ra anh cũng biết, mấy năm nay tôi đi theo anh, ăn không ngồi rồi toàn dựa dẫm vào anh. Tôi không thể trơ mắt nhìn anh và vợ anh ngày nào cũng bận tối mày tối mặt. Tôi thì không làm gì hết, chỉ biết ăn rồi lại nằm, đúng không? Tôi đã hiểu rồi. Muốn kinh doanh thì cần phải có số vốn. Số vốn kinh doanh này tôi sẽ cho anh. Anh, cảm ơn anh. Đường Hồng, cho anh tiền cũng được, nhưng tôi phải nhắc nhở anh một câu. Nơi này không giống như Bắc Giang, tuyệt đối không được kiếm chuyện. Xảy ra chuyện thì không dễ dẹp yên như ở Bắc Giang đâu. Ừ. Tôi nhớ hết rồi anh Lâm. Ừ. Anh cứ yên tâm. Vậy tôi về đi. Về đi. Chị Khiết, tôi về nha. Ừ. À, Bánh Lâm à, sao anh ta lại xin tiền anh nữa vậy? À, Đường Hồng nói muốn mở một tiệm xe máy. Anh đồng ý đầu tư cho anh ta. Nhưng mấy năm nay anh đã cho anh ta rất nhiều tiền. Anh ta không thể không biết điều như vậy chứ. Tôn Minh bị bắt rồi, Đường Hồng thấy sợ nên muốn kiếm chút tiền phòng thân. Em hiểu không? Em biết thế nào anh cũng cho mà. Dù sao cũng là anh em mà. Số tiền này anh vẫn còn trả nổi. Chỉ sợ anh ta lòng tham vô đáy thôi. Bắc Carolina, Mỹ. Ừ. Cô yên tâm. Tôi biết. Ừ. Sao hả? Cô đóng kịch sao?
thành công rồi à? Giá Kỳ, sao cô thuyết phục được vậy? Nói hết lời chứ sao. Anh nói coi, làm gì có người mẹ nào muốn rời xa con mình chứ. Hơn nữa mấy năm nay hai mẹ con họ luôn sống nương tựa vào nhau, cô ấy làm sao chịu để thân thần đi. Nhưng tôi đã hứa với cô ấy, chúng ta sẽ sắp xếp cho đứa bé học ở trường Long Hoa, có một môi trường giáo dục tốt nhất. Thật ra chuyện quan trọng nhất vẫn là sự an toàn của thằng bé. Cô ấy cũng đã nhìn thấy camera rồi mà. Triệu Hải Thanh dùng súng uy hiếp Tôn Minh. Bây giờ chúng ta đưa Tôn Minh trở về nước, còn thằng bé thì ở lại đây đi học. Ai biết nó có gặp nguy hiểm hay không. Nhắc tới chuyện an toàn của thằng bé với cô ấy thì cô ấy cân nhắc một hồi liền đồng ý. Cảnh sát Ngô giỏi quá ha. Cô khiến tôi thay đổi cách nhìn về cô rồi đó. Được rồi, tôi sẽ ghi công cô. Nhớ ghi đó. Vậy bây giờ có cần nói với Tôn Minh không? Không cần đâu, cứ để anh ta ngủ ngon chứ. Ngày mai ngủ dậy rồi tính sao. Được. Quá wow, trời ơi. Hey, anh coi bầu trời sao hôm nay đẹp thật đó. Lấp la lấp lánh luôn. Thật ra ngày nào bầu trời cũng như vậy thôi. Chỉ khi tâm trạng cô thấy vui, cô mới thấy nó đẹp. Cũng đúng. Bắc Giang, Trung Quốc. Vào đi. Ờ, sếp Châu. Ờ, sao cậu lại tới đây? Dạ, tôi tới đây là muốn chủ động báo cáo với sếp về một chuyện. Ngồi đi. Dạ, không cần. Tôi có nghe nói nhóm của Hạ Diễn sắp hoàn thành nhiệm vụ khuyên Tôn Minh trở về nước. Nhưng mà nghe nói trong đó có một vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết, chính là vấn đề đi học của con trai Tôn Minh sau khi về nước. Mấy năm trước tôi và Hạ Diễn đã cùng nhau xử lý vụ án cướp xe buýt của trường học Long Hoa, cho nên chúng tôi cũng khá thân với hiệu trưởng trường đó. Hôm trước chúng tôi đã chủ động gọi điện thoại cho hiệu trưởng, xin được một cơ hội phỏng vấn học tập cho con của Tôn Minh sau khi về nước. Tôi cũng biết là làm như vậy là vi phạm quy định, nhưng mà tôi nghĩ làm tốt công việc hậu phương cho nhóm của Hạ Diễn là nhiệm vụ của tôi. Cho nên hôm nay tôi tới là tôi muốn được xin phép sếp. Trong thời gian Hạ Diễn ở nước ngoài, ba mẹ của Tôn Minh sẽ do tôi chăm sóc. Sếp thấy có được không? Kiến Quân à. Kiến Quân, cậu chịu giúp đỡ là tốt lắm rồi. Họ đang ở nước ngoài, không thể giải quyết mọi chuyện ở đây được. Những lúc như vậy, cậu giúp họ giải quyết được chuyện gia đình của Tôn Minh, giúp Tôn Minh yên tâm, cũng đồng nghĩa là đang thúc đẩy vụ án. Cảm ơn cậu. Dạ, nếu không còn gì thì tôi đi làm việc. Đi đi. Dạ. Los Angeles, Mỹ. Lát nữa em và ba sẽ đưa anh ra sân bay. Không cần đâu, em khỏi cần đi. Em phải tới trường tập luyện mà. Tới nơi anh sẽ gọi cho em. Dạ, dạ. Chú Dương.
Con nhớ đem theo mấy cái này. Đem về cho mẹ con. Cảm ơn chú Dương. Về chăm sóc cho mẹ. Chú Dương à, năm nào chú gì cũng gửi thực phẩm chức năng cho mẹ của con. Con cũng biết mấy cái này mắc lắm. Con thay mặt mẹ cảm ơn chú. Được rồi, khách sáo làm gì. Chú Dương à, thật ra chú cũng biết trước giờ con rất muốn học đại học ở đây, nhưng mà mẹ con mong con ở gần bên mẹ. Con cũng không nỡ xa mẹ con, nhưng cũng không muốn xa mọi người. Con sẽ khuyên mẹ con để mẹ con dọn tới đây ở. Được á. Ê, vậy sau này chúng ta có thể học chung trường đại học rồi hả? Hả? Anh sẽ chờ em ở đó. Ngại lắm. Mẹ con đi mua đồ cũng sắp về rồi đó. Con xuống lầu đợi mẹ con đi. Đừng để mẹ con phải xách đồ nhiều như vậy. À. Dạ, con đi đây. Duệ Duệ, con cũng biết từ trước tới giờ chú luôn coi con như là con trai. Ngại Lâm là con gái chú. Chú nói những lời này chắc là con cũng hiểu, vì con cũng đã lớn rồi. Con và Ngải Lâm là anh em, hơn nữa cũng chỉ có thể là anh em. Chú Lâm vẫn luôn nghĩ vậy, và chú tin mẹ con nhất định cũng nghĩ như vậy. Con hiểu ý của chú chưa? Bắc Carolina, Mỹ. Em chờ anh một chút. Nhanh lên nha. Em định đi lên trước đó. Em biết rồi. Chút nữa đi đâu? Em lên kế hoạch rồi. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Anh ta sao rồi? Anh ta thức cả đêm. Còn anh thì sao? Cảm ơn. Cảm ơn Edward. Xin lỗi cảnh sát hả? Lúc trước tôi đã nói với mọi người rồi, nếu con tôi không thể đi cùng tôi tuyệt đối sẽ không đi cùng các cậu. Xin lỗi. Anh lo lắng cái gì chứ? Tôi định nói với anh tin này từ tối hôm qua, nhưng mà sợ ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của anh. Nhưng mà xem ra nói cho anh biết sớm sẽ tốt hơn, ít ra anh cũng được ngủ ngon. Nghĩa là sao? Nguyễn Di đã đồng ý rồi. Thật sao? Vậy nhưng cô ấy hay dễ đổi ý lắm. Lỡ cô ấy đổi ý thì sao? Nguyễn Di nói rồi, cô ấy và Thần Thần chờ chúng ta tại sân bay Los Angeles. Nhưng mà tôi nói trước với cậu nha, nếu tôi không gặp được Thần Thần ở sân bay thì tôi sẽ không trở về nước. Được rồi, thu dọn đồ đạc mình lên đường. Sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ. Con đừng tạo áp lực cho mình quá, cứ từ từ nói chuyện với mẹ của con ha. Chú Dương, chú giữ gìn sức khỏe nha. Vào đi. Vậy con vô trong đi. Dương Bách Lâm, hôm nay là tôi, ngày mai tới lượt anh. Tôi chờ anh ở Bắc Giang. Cảnh sát Hạ, xem ra lần này cậu không uổng công tới đây, cậu được như ý rồi. Chúc mừng cậu nha. Đây chỉ mới là khởi đầu, chuyện tôi muốn không chỉ có vậy.
Đợi ngày nào đó anh đứng ở đây cùng tôi trở về nước, lúc đó chúc mừng chưa muộn. Khoan đã, con trai tôi chưa tới. Chúng ta đã nói rồi mà, nếu con tôi không tới, tôi sẽ không đi. Nếu không có nó thì tôi sẽ không đi chung với các người. Tôi nói rồi, mẹ của thằng bé rất hay đổi ý mà. Chờ một chút đi Tôn Minh, anh đừng sốt ruột. Chắc họ sắp tới rồi. Ba ơi. Thân. Xin lỗi, lúc nãy bị kẹt xe. Không sao đâu, cô vất vả rồi. Con có muốn về cùng ba không? Ba ơi, mẹ nói ba đã phạm sai lầm, nhưng cô giáo đã nói biết sai mà sửa là đứa trẻ ngoan. Con muốn về cùng ba, con sẽ ủng hộ ba. Con ngoan lắm. Nguyễn Di, cảm ơn em. Được rồi, anh mau đi đi. Em nhớ bảo trọng. Thần thần, sau khi về con phải nghe lời ông bà nội. Rảnh thì gọi video với mẹ nghe chưa. Tháng sau mẹ sẽ về thăm con ha. Con nhất định sẽ nhớ mẹ lắm. Tạm biệt mẹ. Sắp tới giờ rồi, chúng ta mau đi thôi. Edward, Peter, cảm ơn các anh. Bảo trọng nha. Cảm ơn Edward, cảm ơn nhiều lắm. Từ mai, tạm biệt nha. Bắc Giang, Trung Quốc. Đưa lên xe. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ áp giải Tôn Minh về nước. Cảm ơn các cậu, vất vả rồi. Lên xe đi. Thư hầu tòa. Tôn Minh, sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân Bắc Giang, chúng tôi tuyên bố anh bị bắt giữ theo luật. Anh nghe rõ rồi chứ? Ký tên vào đây.
Tôn Minh. Con kéo cho. À, không cần không cần, con ngồi máy bay lâu vậy chắc mệt rồi. À, tới rồi. À. Mẹ, về nhà mình ăn gì? À, con muốn ăn món gì mẹ sẽ nấu. Hay là dắt con đi ăn lẩu nha, chịu không? Chị Giá Kỳ. Duệ Duệ, chị Dung. À, Giá Kỳ. Trùng hợp vậy sao? À. Lại gặp chị Giá Kỳ rồi. À. Mẹ, mẹ coi trùng hợp không? Con và chị Giá Kỳ đi cùng một chuyến bay đó. À, trùng hợp vậy sao? À, Giá Kỳ, em đã tới Mỹ nữa hả? Ừ. Dạ, còn bắt được nghi phạm nữa. Lúc nãy ở trên máy bay, chị Giá Kỳ và người đó ngồi ở hàng ghế cuối, con không dám qua. À, chị Giá Kỳ, người đó không về sở cảnh sát với các chị sao? Sau khi xuống máy bay, anh ta bị cảnh sát đưa đi rồi. Ồ, ông ta phạm tội gì mà bị các chị bắt vậy hả? Em tò mò quá vậy. Vậy vậy, con đừng có hỏi nhiều quá. Chuyện vụ án của người ta, con đừng hỏi linh tinh mà. Mẹ em nói đúng đó, cảnh sát điều tra vụ án là phải giữ bí mật. À, được rồi, đừng làm phiền chị Giá Kỳ nữa. Chị ấy cũng mệt rồi, phải về nhà nghỉ ngơi. Vậy tụi chị đi trước ha. Mình về thôi con. Tạm biệt hai mẹ con. Chị Giá Kỳ, em ở Bắc Giang trong suốt kỳ nghỉ, có rảnh chị ghé chơi nha. Chị biết rồi, trong 6 năm em không ở Bắc Giang thay đổi nhiều lắm đó. Nếu rảnh chị sẽ đưa em đi lòng vòng. Lên xe. Được, cứ quyết định vậy đi. Tạm biệt chị. Tạm biệt nha. Dạ. Dạ. Lái xe cẩn thận nha chị. Tạm biệt ha. Tạm biệt chị Kỳ. Tạm biệt. Lên xe đi con. Đi thôi. Nói chuyện gì vậy? Không có gì hết. Chào Tiêu Dung một tiếng thôi. Cô không định đem sự thật chuyện Tiền Trình nhảy lầu nói cho Tiền Duệ biết sao? Tôi đã đồng ý với Tiêu Dung, tạm thời không nói với Duệ Duệ. Bây giờ Duệ Duệ thân thiết với Dương Bách Lâm như vậy, tôi cũng không dám tưởng tượng nếu nó biết được sẽ có phản ứng như thế nào. Đợi bắt được Dương Bách Lâm rồi, mọi sự thật sẽ được phơi bày. Muốn giấu cũng không giấu được. Tôi cũng nói như vậy với Tiêu Dung. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác. Tới đâu hay tới đó vậy. Đi thôi. Dạ rồi. Hả? Là anh ta hả? Đúng vậy. Minh, vậy là tốt rồi. Dẫn xuống đi. Rõ. Ủa, anh Diễn, Giá Kỳ giờ rồi kìa. Giỏi lắm. Anh Diễn giỏi lắm. Giỏi lắm. Ừ. Giỏi. Anh Diễn giỏi thiệt. Anh Diễn giỏi thiệt nha. Giỏi lắm. Đây. Giỏi lắm anh Diễn. Giỏi. Giỏi lắm. Sếp Châu, sếp Như, Tôn Minh đã về nước. Nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi. Tốt lắm. Hai người vất vả rồi. Hạ Diễn, Giá Kỳ, bao nhiêu năm nay, đây chính là lần đầu tiên chỗ chúng ta thành công khuyên giải tội phạm quay về đầu thú. Hai người lập công lớn rồi. Có thể thấy công việc truy lùng tội phạm đã có bước phát triển rất lớn.
tất cả mọi người càng thêm hăng hái. Lần này hai người đem chiến thắng trở về, khiến tất cả mọi người vô cùng tự hào. Có đúng không? Đúng! 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 Dương Bách Lâm đã lẩn trốn được 6 năm rồi. Từ khi chúng ta bắt đầu chuyên án săn cáo, Hạ Viễn và cả Giá Kỳ đã rất cố gắng sang Mỹ nhiều lần. Cuối cùng thì lần này họ dùng cách khuyên giải để đưa Tôn Minh về nước. Tôi đã báo cáo tin này lên cấp thành phố rồi. Lãnh đạo thành phố đã đánh giá hai người rất cao. Thật ra lần này Tôn Minh có thể nhanh chóng tự thú là nhờ sếp Dương đã tìm cách thỏa mãn điều kiện của anh ta. Để Tôn Minh không phải lo lắng gì nữa. Cuối cùng anh ta đồng ý ký tên nhận tội. Đúng rồi sếp Dương, tôi muốn xin phép sếp được đưa Tôn Minh tới thăm ba của anh ta. Là chuyện thường tình mà, tôi cho phép. Chỗ này cũng đẹp á, hình như mẹ chưa tới chỗ này, nó ở đâu vậy con? Sân bóng rổ. Mấy cậu bé này đang làm gì vậy? Đó là hình chụp lúc tụi con đoạt chức vô địch bóng rổ. Đây, để mẹ gấp cho. Ăn nhiều vô. Món này ngon quá. Cô bé này tên Ngải Lâm hả? Dạ phải. Lớn quá trời, đẹp thật đó. Vậy lúc còn ở bên Mỹ, ai nấu cơm cho con ăn? Bình thường dì Bạch Khiết nấu, nhưng mà thỉnh thoảng chú Dương cũng nấu. Con thấy chú Dương nấu cơm còn ngon hơn cả dì Bạch luôn. Con thấy chú cũng nấu ngon hơn mẹ nữa. Lúc con đi học có quen nhiều bạn không? Có mấy đứa bạn khá thân, nhưng mà con thân với Ngải Lâm nhất. Ở trong trường á, tụi con Ngải Lâm nổi tiếng lắm. Em ấy làm đội trưởng đội cổ động của trường, nhiều người theo đuổi dữ lắm. Theo mẹ nghĩ chắc là Ngải Lâm thích người khác rồi đúng không con? Nè cậu coi đi, vì họ muốn mừng cậu trở về mà ông già này phải cắn răng. Trời lớn luôn nè hả? Nghe nói nếu mà uống rượu đế thì phải uống Mộng Chi Lam hả? Sao hả? Xem ra lần này tôi làm anh mất máu nhiều quá rồi thì phải. Có sao đâu, tôi tâm công tình nguyện mà. Được rồi, có chuyện vui thì phải uống rượu để chúc mừng. Không hổ danh là học trò của tôi hả? Tôi mừng thay cho cậu đó. Cảm. Nhưng mà nói đi phải nói lại, lần này cũng may có anh. Nếu như không có anh, chúng tôi đã không thể về nhanh như vậy. Chúng ta là thầy trò bao nhiêu năm, Cũng phải có chút ăn ý chứ. Nè, tôi mời anh một ly nha. Cảm ơn sếp Dương. Khách sáo làm gì. Nhưng mà nói thiệt, đúng là tre già măng mọc mà hả? Cậu bắt người mà qua tận nước ngoài để bắt, giỏi hơn thầy cậu rồi đó. Ơi, anh đừng có nhắc nữa. Quá giỏi rồi. Nghe nè, nước ngoài khó làm hơn trong nước. Ra nước ngoài mình không có quyền chấp pháp, muốn làm gì cũng gò bó, khó lắm, mệt dữ lắm. Đúng rồi. Tôi rất lo cho cậu, sợ cậu mắc sai lầm như lần trước. Sai lầm gì? Bộ cậu không nhớ sao? 6 năm trước Tôn Minh muốn tố cáo Dương Bách Lâm, bởi vì lúc đó cậu, anh ta gọi cậu mà cậu không ghi âm lại, nên lúc tới cục cảnh sát thì anh ta lật mặt ngay. Còn chúng ta thì không làm gì được. Lần này ở nước ngoài anh ta đã nói với cậu cái gì vậy? Cậu có ghi âm hay không? Thua một lần là đủ rồi, sao tôi có thể mắc sai lầm tới hai lần chứ. Nhưng mà Tôn Minh cứ một mực đòi về nước thăm hỏi ba mẹ anh ta trước, rồi chuyện học hành của con anh ta được giải quyết, sau đó mới chịu khai. Vậy thì tốt. Giờ thì phải coi các cậu thẩm vấn như thế nào hả? Trường hợp này cũng khá đặc biệt đó, cô nhớ lưu ý cho kỹ nha. Thông tin đều ở trong này hết. Hai người đứng đợi ở ngoài đi. Mời vô. Chú Tôn gì Tôn?
cảnh sát hả? Dì xe mai tới nè. Mẹ. Ba. Con về rồi. Con sai rồi. Mày đúng là thằng mất hiếu. Sau khi vào trong đó, mày nhất định phải khai ra hết, ráng cải tạo cho tốt. Ba mẹ ở ngoài này chờ mày. Sau khi mày ra khỏi tù, ráng sống cho tốt nha con. Con biết rồi. Đứng dậy đi. Ba ơi, ông nội bà nội. Thần thần, dạ, thần, thần, thần. Ôi thần thần. Ông nội, nội thần. Ơi, ông nội nhớ con quá, để ông coi. Trời, ôm qua trời. Nhưng mà cao hơn, con có nhớ ông không? Dạ có. Thần thần, ai đưa con tới đây? Tôi đưa thằng bé tôi đó. Sếp Dương, sao lại tới đây vậy? Thần thần, nó cao hơn trước. Thằng bé qua dọc phòng chất rồi. Lúc nãy tôi đã dắt thần thần đi khám sức khỏe. Đó là thủ tục trước khi vào nhập học. Nó khỏe lắm, không có vấn đề gì đâu. Đúng không hả? Quan trọng nhất là đã lâu lắm rồi thằng bé chưa được gặp ông bà nội. Trước khi nhập học, tôi đưa nó tới thăm ông bà. Cảm ơn sếp Dương. Cảm ơn cậu. Chú Tôn gì Tôn, chuyện đi học của thần thần cũng là nhờ sếp Dương đó. Nếu không nhờ anh ấy đi gặp hiệu trưởng thì chuyện nhập học của thần thần không thuận lợi như vậy. Cảm ơn anh. Chuyện nhỏ thôi mà. Bây giờ thì ba của anh đang nằm viện, còn mẹ của anh phải chăm sóc cho ông ấy, nên tôi nghĩ cứ để tôi chăm cho thằng bé. Không không không, không cần làm phiền anh nữa đâu. Anh đã giúp con trai tôi làm thủ tục nhập học, tôi đã rất rất biết ơn anh rồi. Nó có thể tự đi học, chúng tôi cũng có thể tìm người đưa thằng bé đi. Thân thân, ở đây chơi với ông bà nội đi, ông bà nhớ con lắm đó hả? Nè, lại đi, lại đi. Thần ơi, bà nhớ con lắm. Được rồi, được rồi. Nói thật với anh luôn, chuyện chúng tôi lo lắng là sự an toàn của con trai. Sự an toàn của con trai anh. Chúng tôi làm cảnh sát bao nhiêu năm rồi, chúng tôi thấy đủ chuyện. Nhất là những trường hợp người nhà của những nghi phạm tự thú, họ rất dễ bị đồng bọn trả thù. Tuy những người có liên quan tới anh đều đang ở nước ngoài, nhưng các anh đều là người ở Bắc Giang, quan hệ xã giao càng phức tạp, chúng tôi cũng không thể điều tra rõ ngay lập tức. Cho nên chúng tôi làm như vậy cũng là để tránh xảy ra chuyện. Sếp của tôi nói rất đúng, anh cần lo chuyện ở bệnh viện, chúng tôi đã nhờ người chú ý hết. Nhưng tình hình ở trường thì phức tạp hơn, chúng tôi không thể cho người vào đó được. Vậy hay là tạm thời đừng để thần thần đi học, để nó ở nhà. Việc học của thần thần cũng là chuyện quan trọng. Sao vậy? Giao thằng bé cho tôi, anh không yên tâm sao? Thần thần, chúng ta chào tạm biệt ông bà nội đi. Hả? Chúng ta phải tới trường rồi, đợi tan học chú sẽ đưa con tới đây. Dạ, vậy tạm biệt ông bà nội. Con đi đi, đi học ngoan nha con. Nhớ nghe lời nha con. Tan học thì tới đây, ông nội chờ con ha. Đi thôi. Cảm ơn sếp Dương. Tạm biệt ông bà cậu. Nội. Cảm ơn cậu. Được, sáu, tạm biệt. Đi thôi. Nè, nè, con tạm biệt ba đi. Thưa ba con đi. Tạm biệt, ráng học nha con. Con đi nha ba. Thằng bé ở với sếp của tôi, anh cứ yên tâm đi. Chuyện lần này tôi không làm được. Sao lại không làm được hả? Tôi nghe được vài tin tức từ chỗ anh tôi, có lẽ xảy ra chuyện. Anh cô đã nói chuyện gì với cô? Anh tôi nói phía cảnh sát đã tra ra đỉnh hôm. Tại sao cô nói chuyện này với chúng tôi? Tôi không muốn cảnh sát bắt các người. Chúng tôi làm cảnh sát bao nhiêu
Chúng tôi làm cảnh sát bao nhiêu năm rồi, chúng tôi thấy đủ chuyện. Nhất là những trường hợp người nhà của những nghi phạm tử thú, họ rất dễ bị đồng bọn trả thù. Cho nên chúng tôi làm như vậy là để tránh xảy ra chuyện. Tôi nghĩ cứ để tôi chăm thằng bé. Anh Diễn, chuẩn bị xong hết chưa? Xong hết rồi. Chúng ta bắt đầu được chưa Tôn Minh? Được rồi. Họ tên? Tôn Minh. Chức vụ? Giám đốc chi nhánh Bắc Giang của Ngân hàng Phát triển Bắc Giang. Thủ tục cho công ty Đỉnh Hâm Chay để mua công ty Duy Khang ở Mỹ do anh chỉ đạo đúng không? Tôi và Triệu Hải Thanh đã bàn với nhau, sau đó cùng thông qua thủ tục này. Số tiền 200 triệu của Đỉnh Hâm vẫn được gửi trong ngân hàng của các anh có đúng không? Đúng. 6 năm trước, trước khi Tân Cao Khoa phá sản, Dương Bách Lâm tìm tôi và Triệu Hải Thanh, nói là có chút vốn muốn gửi ở chi nhánh của chúng tôi. Anh ta còn căn dặn chúng tôi không được gửi nó dưới danh nghĩa công ty hay cá nhân anh ta. Anh ta muốn chúng tôi gửi trong tài khoản khác. Hai chúng tôi đã tìm vài cái tài khoản không, vì để che mắt nên chúng tôi thường chuyển tiền qua lại. Nhờ vậy mà không bị ai phát hiện. Tổng số tiền đó là bao nhiêu? Không tới 300 triệu. Chúng tôi chuyển vào từng khoản một. Mấy năm nay, các anh đã tiếp tay cho Đỉnh Hâm chuyển số tiền đi, đúng chứ? Đúng. Cũng chính nhờ cách làm này mà số tiền của Dương Bách Lâm đã không bị cảnh sát điều tra khi xảy ra vụ án lúc trước. Vậy tại sao tự nhiên Dương Bách Lâm lại sai các anh chuyển hết số tiền đó đi? Tôi cảm thấy... Tôi đoán chuyện này là vì anh ta bị các người điều tra. Hai người tới Mỹ truy bắt anh ta, anh ta thấy không an toàn. Đương nhiên cũng có thể là vì anh ta cũng đang thiếu tiền. Tôi chỉ đoán vậy thôi. Tại sao anh lại để Dương Kiến Thu xử lý thủ tục này? Mấy năm nay Dương Kiến Thu vẫn làm ở trụ sở chính, đột nhiên lại điều về chi nhánh, là ý của các anh đúng không? Chuyện này... Tôn Minh. Hả? Tốt nhất là anh nên đem những gì anh biết khai báo rõ ràng cho chúng tôi. Chỉ khi thành thật khai báo, anh mới có cơ hội được hưởng khoan hồng. Tôi mong là anh hiểu. Tôi hiểu chứ. Nhưng mà chuyện này tôi thật sự không thể nói rõ. Nói cho cùng tôi cũng không phải là cấp trên của cô ấy. Phải, lúc đầu tôi có nhờ Triệu Hải Thanh tìm một người đáng tin cậy để làm chuyện này. Nhưng sau đó tôi mới biết cậu ta lại đi tìm Dương Kiến Thu. Tuy là giám đốc, nhưng chuyện của nhân viên thì tôi chỉ hiểu biết sơ sơ thôi. Còn chi tiết thế nào thì tôi không để ý, cho nên là tôi không biết. Anh nói 6 năm trước Dương Bách Lâm tìm anh để gửi số tiền phi pháp này vào chi nhánh của các anh. Vậy các anh có hợp tác gì với Tân Cao Khoa không? Có. Là chuyện gì? Chuyện vay vốn, thế chấp cổ phần, vay vốn phát triển. Khắc Thụy cũng có vay, cũng thế chấp.
Vậy tại sao năm đó khi xảy ra vụ của Tân Cao Khoa, các ngân hàng khác mất hết tiền vay vốn, chỉ có chi nhánh Bắc Giang các anh là thu được nợ gì? Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Tùng Minh, hả? Bây giờ anh chỉ có thể khai báo toàn bộ sự thật. Anh nghĩ anh còn giấu được gì sao? Sao hả? Chẳng lẽ anh muốn bảo vệ ai? Nghĩ tới ba mẹ của anh và con của anh đi. Cảnh sát hả? Tôi thật sự không biết. Tôi không biết thiệt. Chúng tôi đã rất may mắn, bởi vì trước khi vụ án xảy ra, Tần Cao Khoa đã trả hết tất cả các khoản vay. Lúc đó tôi còn nghĩ có thể Dương Bách Lâm lo lắng vì anh ta gửi nhiều tiền ở chỗ chúng tôi, nên anh ta sợ chuyện này liên quan tới chúng tôi, cho nên mới... Anh còn gì để nói nữa không? Tất cả chuyện này có liên quan tới ai nữa? Hết rồi. Những gì tôi biết, tôi đều đã nói. Phải rồi cảnh sát hả? Tôi vẫn hy vọng cậu có thể giúp tôi một việc. Chính là thần thần nhà chúng tôi. Tôi muốn thần thần học ở trường khác. Cậu thấy có được không? Tại sao vậy? Không có gì. Chỉ là tôi cảm thấy trường học đó xa nhà tôi quá. Tại sao tự nhiên anh lại thay đổi ý định vậy? Giáo dục rất quan trọng với trẻ con. Đúng. Anh... Không có gì. Đúng. Đúng là lúc trước tôi có yêu cầu như vậy. Nhưng giờ tôi nghĩ lại, tôi thấy trường Long Hoa cách xa nhà quá, đi tới đi lui sẽ tốn nhiều thời gian, còn mệt nữa. Tôi cảm thấy không yên tâm. Còn cả ba mẹ tôi nữa, ba mẹ tôi cũng không tiện đi lại. Vì vậy tôi hy vọng là mọi người sẽ giúp tôi chuyện này. Tôn Minh. Ủa? Từ bây giờ, nếu anh có bất cứ chuyện gì muốn nói hay là muốn bổ sung thì có thể liên hệ với chúng tôi mọi lúc, được chứ? Được rồi. Sao vậy? Giao thằng bé cho tôi. Anh không yên tâm. Hạ Diễn. Hạ Diễn. Chúng ta kết thúc thôi. Chạy bộ, chạy. Chạy bộ, chạy. 1, 2, 1. Làm nhanh hơn nữa. Tiếp tục. Người tiếp theo đâu? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nghỉ. Nghiêm. Nghỉ, nghiêm. Bên phải, quay. Sao anh lại đưa tôi tới đây vậy? Lần đầu tiên tôi gặp sếp Dương chính là chỗ này. Khi đó tôi mới nhập học, còn anh ấy đã là một cảnh sát hình sự trẻ. Anh ấy lập công, trường học mời anh ấy tới huấn luyện chúng tôi. Anh đã quen sếp Dương từ lúc đó hả? Lúc đó anh ấy không biết tôi, nhưng tôi thì luôn nhớ rõ chuyện anh ấy can đảm chống lại xã hội đen. Chính là chỗ này, anh ấy chỉ chúng tôi xem cách tấn công đối kháng.
Tôi đã nhìn rất kỹ. Lúc đó tôi đã nghĩ, sớm muộn cũng có ngày tôi trở thành một cảnh sát hình sự xuất sắc như anh ấy. Tôi cũng biết sếp Dương vẫn là người thầy mà anh kính trọng nhất, cũng là tấm gương để anh noi theo. Hôm nay dắt tôi tới đây chỉ là để kể chuyện xưa thôi sao? Anh muốn nói gì? Anh cảm thấy tại sao Tôn Minh lại thay đổi ý định, còn đòi đổi trường học nữa? Tôi thấy hình như anh ta đang sợ. Sợ có người tổn thương con trai anh ta. Anh ta đang sợ cái gì? Dương Bách Lâm thì đang ở Mỹ, không thể trở về đây để làm bậy. Thầy cô giáo và các bạn trong trường đều không biết hoàn cảnh của thằng bé. Vậy thì người nào có đủ tư cách tiếp cận con trai của Tôn Minh? Tại sao đổi trường khác thì lại an toàn? Rốt cuộc là trường học không an toàn, hay là người đưa thằng bé tới trường không an toàn? Lúc đó anh ấy chủ động liên lạc trường học cho thần thần khiến tôi cảm thấy có hơi lạ. Nhưng chuyện tìm trường học là do Tôn Minh chủ động đề nghị. Anh ấy làm vậy vì công việc là hoàn toàn hợp lý. Nhưng tôi thực sự không hiểu nổi, tại sao anh ấy lại muốn uy hiếp Tôn Minh? Đúng vậy. Lúc trước khi Dương Kiến Thu xảy ra chuyện, trong lòng tôi đã có thắc mắc. Tôi không biết chuyện này có liên quan tới sếp Dương hay không. Nhưng Dương Kiến Thu luôn khăng khăng chị ấy đã bị lợi dụng. Tôn Minh và Triệu Hải Thanh lại bỏ chạy tới Mỹ, không thể đối chứng được. Nghi ngờ của tôi mãi mãi cũng chỉ là nghi ngờ. Thật ra tôi cũng từng lén đi thẩm vấn chị Kiến Thu. Chị ấy vừa khóc vừa thề với tôi, nói là chuyện của chị ấy không liên quan gì tới sếp Dương hết. Nhưng chúng ta đều biết Dương Kiến Thu nói chuyện này không liên quan gì tới chị ấy là hoàn toàn sai sự thật. Tôi cảm thấy chắc chắn Dương Kiến Thu đang che giấu, quan hệ thật sự giữa chị ấy với Tôn Minh và Triệu Hải Thanh. Chị ấy rời khỏi chi nhánh ngân hàng Bắc Giang 6 năm, tại sao lại đột nhiên bị điều về? Vừa mới bị điều về thì bị gài bẫy, phải xử lý số tiền bẩn cho Dương Bách Lâm. Lẽ nào chỉ là ngẫu nhiên sao? Dương Kiến Thu, Tôn Minh, Triệu Hải Thanh và Dương Bách Lâm, rốt cuộc giữa bọn họ đang có mối quan hệ gì chứ? Mấu chốt quan trọng nhất trong chuyện này lại là cái gì? Chỉ khi chúng ta tìm thấy câu trả lời thì mới chứng minh được mọi chuyện. Giá Kỳ, tôi còn một chuyện chưa nói với cô. Thực ra 6 năm trước, khi Dương Bách Lâm chạy trốn, tôi đã... Lúc đó, cả thành phố Bắc Giang bị phong tỏa. Nếu Dương Bách Lâm muốn trốn thoát, không phải là chuyện một mình anh ta có thể làm được. Sau đó tôi đã đi kiểm tra camera. Tôi phát hiện chỉ có trạm kiểm tra gần bến tàu số 3, chỉ có một chiếc xe, đã không bị kiểm tra. Đó là xe của sếp Dương. Buổi tối hôm đó, tôi đã mở chiếc xe đó, kiểm tra từ trong ra ngoài, nhưng không phát hiện dấu vết giống người ở trong đó. Hơn nữa khoảng thời gian đó, sếp Dương cũng rất bình thường. Cho nên tôi đã nghĩ, chắc do tôi quá nhạy cảm, vậy nên tôi đã quên chuyện đó. Sau này tôi cũng không nghi ngờ anh ấy nữa. Xem ra bao lâu nay tình cảm của chúng ta đã đánh bại lý trí của chúng ta, bởi vì chúng ta không chịu tin. Nhưng với sứ mệnh của một người cảnh sát, chúng ta không thể coi nhẹ trực giác, dù kết quả sẽ khiến chúng ta thất vọng. Giá Kỳ, cho tới bây giờ thì
Tôi vẫn luôn muốn tin tưởng sếp Dương, nhưng mà hết nghi ngờ này tới nghi ngờ khác đều đang hướng về phía cô ấy. Tôi không thể thuyết phục bản thân nghĩ chuyện này là trùng hợp được. Tôi hiểu mà. Sếp Dương có ý nghĩa rất lớn đối với anh. Nhưng tại sao anh lại nói với tôi những chuyện này? Vì chúng ta là đồng đội, là chiến hữu. Bởi vì tôi tin cô. Nếu như tôi chỉ nói là nếu như tôi còn nhớ anh ấy đã từng nói pháp bất dung tình, dù kết quả cuối cùng có ra sao tôi cũng phải tuân thủ lời thề mình từng nói ra. Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Dù sau này xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ ở bên cạnh anh. Los Angeles, Mỹ. Khu Chinatown. Tiểu Phạm, lại đây một chút. Chuyện này là sao vậy? Tính sai hết rồi. Dạ cái gì? Rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi kiểm tra mấy lần rồi mà vẫn còn thiếu. Là vấn đề của cô hay vấn đề bên kế toán? Cô nói đi. Em không dám ăn chặn đâu chị. Là anh Đường tên lấy tiền đó. Đường Hồng. Ừ. Rốt cuộc là chuyện gì cô mau nói đi. Mọi chuyện là như vậy nè. Tiểu Phạm à, đang bận sao? Anh Đường, anh tới chơi hả? Tôi lấy chút tiền á. Anh lại lấy tiền sao? Mấy ngày trước anh lấy nhiều rồi, anh còn chưa trả lại nữa. Tôi không biết phải nói sao với chị Bạch nè. Người đẹp sao khờ quá vậy? Cô nghĩ đi, tại sao tôi lại tới đây lấy tiền? Chắc chắn là vì anh Lâm cần tiền rồi. Tại sao anh tôi lại không tự tới lấy tiền chứ? Chắc chắn là không muốn để người khác biết rồi, đúng không? Anh vừa muốn lấy tiền sao? Đàn ông ra ngoài tiếp khách thì đương nhiên cần tiền rồi còn gì. Anh ta đã tới lấy tiền mấy lần rồi? Dạ mười mấy lần rồi. Mười mấy lần mà cô không nói với tôi à? Hả? Cô có biết thiếu hơn 300 ngàn không? Cô có biết hay không? Lại là Đường Hồng. Anh ta tính làm phản sao? Bắc Giang, Trung Quốc. Tôn Minh, đã qua một đêm rồi đó, anh có nhớ chuyện gì không? Những gì tôi biết tôi cũng đã nói hết rồi. Vậy sao? Không còn giấu gì à?
Nhưng sao tôi cứ thấy anh đang sợ cái gì đó. Đã qua một đêm rồi đó, anh có nhớ là chuyện gì không? Những gì tôi biết tôi cũng đã nói hết rồi. Vậy sao? Không có dấu gì à? Nhưng sao tôi cứ thấy anh đang sợ cái gì đó. Anh sợ bị Dương Bích Lâm trả thù hay sợ cái gì khác? Không có. Năm đó Dương Bích Lâm bỏ trốn bằng cách nào? Anh có nghe anh ta nói gì hay không? Dương Bích Lâm là một người làm gì cũng rất cẩn thận. Những chuyện như vậy thì làm sao anh ta lại nói với tôi? Tôi và anh ta chỉ là quan hệ hợp tác. Về tiền bạc, còn về chuyện riêng thì tôi không biết gì hết. Hơn nữa, tôi vẫn chưa chuyển tiền của anh ta đi. Chắc anh ta đang hận tôi và Triệu Hải Thanh lắm. Đúng vậy. 200 triệu lúc trước khi chuyển đi 100 triệu là các anh bỏ trốn rồi. Sao các anh không đợi thêm một chút, đợi chuyển hết 200 triệu rồi mới đi? Có phải là có người báo tin cho các anh không? Không có. Là Triệu Hải Thanh khuyên tôi mau bỏ trốn để tránh đêm dài lắm mộng. Trước giờ tôi rất tin cậu ta, cho nên chúng tôi bỏ trốn ngay trong đêm. Vậy Triệu Hải Thành có nói tại sao không? Không có. Được rồi, Tôn Minh, anh nói về Dương Bách Lâm đi. Sếp hả? Các người điều tra Dương Bách Lâm nhiều năm rồi, chắc là mọi người hiểu rõ anh ta hơn tôi. Đúng vậy. Đương nhiên chúng tôi hiểu rất rõ những vụ án mà Dương Bách Lâm gây ra trong nước. Nhưng bây giờ người chúng tôi cần đối phó là người đã có thẻ xanh ở Mỹ. Anh ta có thể giấu 200 triệu ở chỗ của anh. Vậy còn những ngân hàng khác thì sao? Rốt cuộc anh ta còn giấu bao nhiêu tiền? Chuyện bên Mỹ của anh ta, anh biết được bao nhiêu? Tôi mới nói rồi, chính vì không chuyển tiền qua cho anh ta nên anh ta rất hận tôi. Vì vậy lúc ở Mỹ chúng tôi không có qua lại. Anh ta đã làm gì khi ở Mỹ tôi cũng không biết rõ. Anh ta rửa tiền ở bên đó, anh có tham gia không? Không có. Tôi chỉ là giám đốc một chi nhánh ngân hàng, tôi làm sao có thể xen vào chuyện ở bên Mỹ chứ. Nhưng theo như tôi biết, thật ra 6 năm trước, sau khi anh ta thu hồi tiền vốn từ phía Tân Cao Khoa, thì anh ta đã đem đi đầu tư ở chỗ khác, nên số tiền đó đã từ từ trở thành tiền hợp pháp. Hơn nữa, anh ta còn nộp thuế cho chính phủ Mỹ. Với chính phủ Mỹ, ai nộp thuế càng nhiều thì họ càng thích, càng tạo nhiều cơ hội ưu đãi. Họ không quan tâm số tiền đó từ đâu mà ra, có hợp pháp hay là không. Nghĩa là số tiền Dương Bách Lâm đem qua Mỹ không phải là con số nhỏ. Và chắc chắn anh ta không báo đúng con số thực tế. Nếu báo đúng thì tiền thuế sẽ là một con số khổng lồ. Giá Kỳ, hôm nay tới đây thôi, ra ngoài với tôi đi. Chuyện Tôn Minh nói lúc nãy đã nhắc tôi nhớ. Cô coi, nếu Dương Bách Lâm muốn có được quyền định cư ở Mỹ phải đáp ứng đủ điều kiện. Anh ta đem nhiều tiền qua Mỹ như vậy, nếu báo cáo đúng với con số thực tế phải nộp thuế rất cao, nên anh ta không thể báo đúng con số. Chắc chắn anh ta đã khai khống. Nếu chúng ta chứng minh được báo cáo tài sản của Dương Bách Lâm là giả, vậy thì anh ta sẽ bị tịch thu lại thẻ xanh, cục di trú có thể sẽ kiện ngược anh ta. Đúng, tôi cũng muốn nói như vậy.
cho nên bây giờ chúng ta phải kiểm tra lại rồi làm bản thống kê số tiền anh ta rút từ từng cao khoa. Tôi sẽ gọi Từ Mạt nhờ cô ấy nghĩ cách điều tra số tài khoản mà Dương Bách Lâm đã báo cáo ở Mỹ. Anh giỏi quá ha, làm cảnh sát kinh tế nhiều năm nên độ nhạy bén về mặt tài chính ngày càng cao. Đối với tội phạm kinh tế, thứ quan trọng nhất chính là tiền. Nếu tiền là ô dù bảo vệ họ thì cũng là điểm yếu của họ. Los Angeles, Mỹ. À, Đường Hồng à, lâu lắm rồi không thấy anh ghé nhà chơi. Ê, dạo này bận rộn chuyện ở cửa hàng xe máy, hôm nay cũng khá rảnh rỗi nên ghé qua thăm anh chị đây. À phải rồi Đường Hồng à, lúc trước tôi có nghe nói chuyện mở cửa hàng xe máy, lời hay lỗ đều là chuyện riêng của anh hả? À, chị Khiết đừng có lo, hôm nay tôi không tới mượn tiền chị đâu. Anh Lâm, anh coi, mấy hôm trước anh nói anh thích bức tranh này có đúng hay không? Tôi mua nó rồi, giờ tặng lại cho anh. Tôi nhớ bức tranh này rồi. Nè Bạch Khiết, nó mắc lắm luôn đó. Xem ra cửa hàng xe máy của anh chắc kinh doanh khấm khá lắm ha. Lời nhiều lắm đúng không? Anh ủng hộ tôi làm ăn riêng, người anh em như tôi cũng phải cảm ơn anh chứ. Để tranh đó đi, em làm thêm vài món, lát nữa Đường Hồng ở lại ăn cơm. Ai, trời ơi Đường Hồng à, tôi không ngờ anh lại có lòng như vậy. Vừa kiếm được tiền thì mua tranh tặng Bách Lâm, đúng là không uổng công anh ấy luôn tin tưởng anh. Đền đáp anh Lâm là chuyện tôi nên làm mà. Ai, để tôi coi bức tranh thử nha. Đây, cạn ly. Cạn ly. Ồ, cũng đẹp đó, chắc là mắc tiền lắm đúng không? Hả? À Đường Hồng à, bức tranh mắc như vậy tiền đâu mà anh mua? Hey, Bạch Khiết, hỏi gì kỳ vậy? Tôi đã nói với chị rồi mà, tiền ở tiệm xe máy đó. Kiếm được tiền là chuyện tốt. Vậy anh hãy trả lại số tiền mà anh đã lấy ở nhà hàng đi. Tiền ở nhà hàng có nghĩa là sao? Chuyện là như vậy. Khoảng thời gian trước tôi có lấy một số tiền ở nhà hàng, vì lúc đó tôi đang cần gấp để giữ chân khách hàng của tôi, cho nên tôi chưa kịp nói với anh chị. Lấy đi bao nhiêu? 300.000 đô la. Anh cũng biết rồi đó, mấy người chơi xe máy thứ thiệt ở nước Mỹ này đều có băng nhóm riêng nên tôi phải lôi kéo họ. Có vậy tôi mới giữ được nguồn hàng bán ra. Cho nên tôi... Nói tóm lại là như vậy, anh lấy số tiền này nhưng mà lại không nói tiếng nào với Bách Lâm. Anh cũng không hỏi ý kiến của tôi. Vậy thì tôi muốn hỏi anh, anh định khi nào thì nói chúng tôi biết? Được rồi Bạch Khiết. Nè Đường Hồng, anh lấy ít mà lại dùng một cách chính đáng, tôi sẽ bỏ qua. Nhưng mà giờ tôi nói cũng có lý. Làm kinh doanh, chuyện dính tới tiền đều không phải là chuyện nhỏ. Sau này cần tiền anh cứ lấy, nhưng anh nhớ phải nói trước với tôi. Chúng ta cần phải rõ ràng. Anh yên tâm đi, không có lần sau đâu. Đúng là người ngoài phòng được, người nhà khó phòng mà. Được rồi. Đường Hồng, cửa hàng của anh mới bắt đầu phát triển, tôi ủng hộ anh tiếp tục kinh doanh. Lúc trước tôi từng nói với anh rồi, làm kinh doanh phải biết tìm những quy tắc mà người khác không thấy thì anh mới có thể kiếm lời được. Anh đi theo tôi bao nhiêu năm nay, chuyện nhỏ như vậy anh vẫn không thể nắm chắc sao? Phải, tôi nhớ anh từng nói ở Mỹ làm gì cũng phải khiêm tốn, không được kiếm chuyện. Anh Lâm à, chắc tôi không ở lại ăn cơm đâu, lát nữa tôi còn phải đi bàn chuyện với mấy người bạn, vậy nên tôi về đây. Chị Khiết à, tôi về đây. Đi đường cẩn thận. Em đã biết chuyện này từ lâu, tại sao em lại không nói cho anh biết? Em nói với anh có tin không? Em muốn anh ta phải thừa nhận chuyện này trước mặt anh.
để anh biết người bạn tốt của anh đã làm những gì sau lưng anh. Dương Bách Lâm, em không quan tâm giữa hai người có chuyện gì, nhưng mà em cho anh biết, tài sản ở Mỹ em muốn để lại hết cho Ngải Lâm. Em không cho phép bất cứ ai được đụng tới nó, huống chi là người bạn tốt mà anh vẫn tin tưởng. Em thật sự không thể hiểu nổi. Không lẽ chúng ta không nuôi Đường Hồng thì hai người không thể làm bạn nữa sao? Em cũng biết anh ta theo anh nhiều năm. Những chuyện giữa anh và anh ta thật sự rất khó nói. Sếp Lưu, trong tay chúng tôi đang giữ hai bộ hồ sơ. Một bộ là do chúng tôi tiến hành điều tra, đó là tài sản của Dương Bách Lâm đem qua Mỹ, số lượng rất lớn. Bộ kia là do Từ Mạc điều tra được. Đây là báo cáo tài sản mà Dương Bách Lâm đã nộp khi đề nghị cục di trú cấp thẻ xanh. Số lượng chênh lệch của hai bộ lên tới 10 triệu đô. Chúng tôi quyết định gửi hai bộ hồ sơ này tới cơ quan hành pháp của chính phủ Mỹ, nhằm để tố cáo Dương Bách Lâm và đề nghị tịch thu thẻ xanh của Dương Bách Lâm. Bước tiếp theo là đưa anh ta về nước. Được, đây là chứng cứ rất có sức thuyết phục. Chúng tôi sẽ lập tức gửi hai bộ hồ sơ này cho anh. Chỉ cần nhận được phản hồi tích cực từ Mỹ, chúng tôi sẽ bay sang Mỹ ngay lập tức. Dương Bách Lâm này cũng giỏi thiệt, tới đó mà còn chơi chiêu này nữa. Lần trước Dương Bách Lâm chiếm lợi thế, dùng thẻ xanh để bảo vệ mình. Lần này chúng ta phải hành động cẩn thận, để anh ta trở tay không kịp. Los Angeles, Mỹ. Anh Dương, luật sư vừa mới nói tòa án gửi lệnh triệu tập anh đó. Sao lại triệu tập hả? Lý do là gì vậy? Chuyện là vậy, cảnh sát bên đó đã gửi cho cảnh sát bên này chứng cứ anh làm giả báo cáo tài sản khi tới đây. Bên đây đã thụ lý luôn rồi, còn thông báo là 5 ngày sau mở phiên tòa. Lần này phía bên đó sẽ có đầy đủ chứng cứ, nếu như thua kiện thì anh sẽ bị hủy thẻ xanh đó. Anh nhớ cẩn thận. Bách Lâm. Hả? Lại có chuyện gì nữa hả? Không có. Sao sắc mặt của anh khó coi quá vậy? Tiểu Lý nói, khi anh nộp đơn xin thẻ xanh, đã khai gian tài sản anh có. Họ muốn lấy lý do này để qua Mỹ bắt anh. Cái gì? Khai gian tài sản mà họ cũng kiểm tra được sao? Anh cũng không hiểu tại sao đám Hạ Diễn lại không chịu bỏ qua cho anh. Nhưng đây là nước Mỹ mà, cảnh sát Trung Quốc thì làm gì có quyền xen vào. Lỡ như thẻ xanh bị họ tịch thu thì sẽ có rắc rối lớn đó. Chẳng lẽ lần này họ định cưỡng chế anh về nước để xử? Anh nghĩ cách gì đi. Anh nhớ lúc trước ở câu lạc bộ của Steven, anh có gặp một luật sư, hình như chuyên giải quyết những vụ kiện di trú. Anh phải nói chuyện với anh ta. Ờ được, anh mau đi tìm anh ta đi. Bắc Giang, Trung Quốc. Thật sao? Vậy thì quá tốt. Được, được, tôi sẽ làm ngay. Được, hiểu rồi. Đã có tin tức từ phía Mỹ, bằng chứng chúng ta cung cấp có hiệu quả. Dương Bách Lâm đã khai gian tài sản sở hữu khi nộp đơn xin cấp thẻ xanh. Với hành vi lừa đảo này, Dương Bách Lâm đã bị kiện ra tòa. Họ triệu tập anh ta rồi, 5 ngày nữa sẽ bắt đầu xét xử. Cảnh sát Trung Quốc chúng ta sẽ ra tòa làm nhân chứng. Tốt quá rồi, không ngờ lần này cục di trú Mỹ làm việc nhanh như vậy. Nghe sếp Lưu nói, gần đây chính phủ Mỹ đang coi trọng chuyện di trú. Cục di trú rất quan tâm tới chuyện của Dương Bách Lâm, cho nên lần này phần thắng của chúng ta sẽ rất lớn. Nhưng cục di trú cần chúng ta cung cấp danh sách tài sản khi Dương Bách Lâm còn ở Bắc Giang, kể cả các bất động sản do anh ta đứng tên, tất cả cổ phần chứng khoán và cả chứng cứ chuyển nhượng tài sản. Từ khi biết được chuyện anh ta khai gian tài sản thì tôi đã chuẩn bị rồi, nhưng có nhiều tài liệu quá, cần có thời gian. Để tiết kiệm thời gian nè, mọi người giúp một tay đi. Lại đây Tiểu Lôi. Nè,
Los Angeles, Mỹ. Anh Lâm, Steven tới rồi nè. Mời ngồi. Cảm ơn. Chờ một lát, 5 phút thôi. Được rồi. Anh Lâm, anh nghĩ tôi quất một cái thì đầu anh ta có văng ra không vậy? Chuyện gì vậy? Tôi cảm thấy anh nên dùng gậy đánh gôn đi. Đánh thẳng vào mặt rồi sau đó kéo rách mặt của anh ta. Anh kêu phiên dịch được không? Hả? Phiên dịch của anh. Chờ một chút. Anh không kêu phiên dịch sao? Có. Kêu cậu ta được không? Họ đang nói gì vậy? Anh ta hỏi lúc nãy các anh đang nói về chuyện gì vậy? Nói với anh ta chúng tôi đang nói về thể thao. Nói về thể thao, anh hiểu chứ? Biết, tôi hiểu ý của anh rồi. Khoan đã, vậy tại sao anh lại chỉ gậy vào đầu tôi? Và tại sao tôi lại ngồi ở đây? Anh ta hỏi tại sao lại đưa anh ta tới nơi này chứ? Chuyện là như vậy. Lần trước tôi có giải thích với anh tại sao tôi lại chưa chuyển tiền cho anh. Nhưng sau lần đó anh ta biến mất tâm. Anh chơi không đẹp chút nào, bỏ anh quên. Chúng ta là bạn bè hợp tác với nhau sao? Anh hiểu chứ? Đương nhiên là tôi nhớ rồi. Tôi sẽ không trách các anh vì chuyện lần trước. Anh ta không trách anh về những chuyện anh làm lần trước đâu. Tôi nghe nói anh đang bị kiện tụng, là tôi gian lận trong việc khai báo tài sản. Tôi là ủy viên thành phố, nên tôi không thể dính vào. Tôi không thể bị liên lụy. Nói với anh ta, người Mỹ có tính hay quên, tôi có thể nhắc cho họ nhớ. Anh quên Dương Bách Lâm này là ai sao? Chào anh Quinn, thật ngại quá, thật ngại quá. Anh làm tôi bất ngờ thật đó nha. Tôi không ngờ anh lại xuất hiện như vậy. Hơn nữa chúng ta gặp lại, gặp nhau ở nơi này, đúng thật là bất ngờ quá. Luật sư Quinn, tôi không ngờ anh lại nói tiếng Trung giỏi như vậy. Tạm tạm thôi. Vậy mà còn nói là tạm tạm. Anh có biết không, tôi đang làm mì kéo cho anh. Đây là đặc sản của quê hương chúng tôi đó nha. Mì kéo Bắc Giang. Lát nữa mời anh ăn thử. Anh có biết nấu mì sao? Anh biết đó, tôi tới Mỹ mấy năm rồi. Có những lúc phải nhờ vào tô mì này thì mới đỡ thấy nhớ quê. Mấy năm nay tôi bào chữa cho rất nhiều thương nhân Trung Quốc. Sau khi tới Mỹ, họ đã mau chóng quen với việc ăn bít tết, đi chơi du thuyền hoặc là thuyền buồm. Tuy tôi kiếm được nhiều tiền từ họ, nhưng tôi cảm thấy không thích cách sống của họ lắm. Tôi rất thích người yêu quê hương như là anh.
Anh Vương đã tới Mỹ mà còn đem theo món đặc sản của quê hương Bắc Giang tới đấy, đúng là điều thật là đáng quý. À, anh cũng biết Trung Quốc và Mỹ là hai quốc gia có sự khác biệt hoàn toàn. Một nước thì ở phương Đông, một nước thì ở phương Tây, khoảng cách rất xa xôi. Nói thật lòng thì tôi đi tới bước đường hôm nay cũng chỉ là bất đắc dĩ. Từ trước khi tới đây gặp anh, tôi cũng có tìm hiểu thông tin về anh. Chuyện anh khai tài sản khi xin cấp thẻ xanh là sự thật. Sau khi cục di trú nắm được chứng cứ xác thực, rất có khả năng sẽ tước quyền định cư của anh. Dù tôi nhận vụ kiện này, cũng không thể đảm bảo là anh sẽ thắng kiện. Cho nên tôi cần anh nói rõ, giới hạn cuối cùng mà anh chấp nhận được là gì? Luật sư Quinn, yêu cầu của tôi chính là tôi không thể rời khỏi nước Mỹ. Tôi là một thương nhân. Tôi cảm thấy ở lại Mỹ, tôi có thể phát huy hết tài năng kinh doanh của mình. Hơn nữa tôi cũng đã mở rất nhiều công ty và cửa hàng ở Mỹ. Người nhà của tôi cũng định cư ở Mỹ mà. Cho nên yêu cầu của tôi chính là tuyệt đối không rời khỏi nước Mỹ. Anh Vương là người rất kiên quyết. Tôi rất khâm phục. Nếu ở lại Mỹ chính là mục tiêu của anh, tôi sẽ giúp anh thực hiện nó. Anh khuyên. Nhưng mà anh nên chuẩn bị tâm lý trước. Ít nhiều gì về chuyện này cũng sẽ có ảnh hưởng tới tài sản của anh. Tôi hiểu. Anh khuyên, chỉ cần anh đồng ý thì tôi rất tự tin. Tôi cũng biết anh là người thu phí theo giờ đúng không? Tôi đã chuẩn bị cho anh 20.000 đô. Tính từ lúc chúng ta đứng đây nói chuyện, và kể cả thời gian lát nữa anh ăn tô mì do chính tay tôi làm, anh thấy đủ chưa? Cảm ơn anh. Đủ rồi. Ngoài ra, hợp đồng giữa hai chúng ta đang ở chỗ của anh Đường. Lát nữa anh xem thử đi. Tôi chưa điền vào hàng chi phí của luật sư. Tôi đang để trống. Anh suy nghĩ thử. Anh thích con số nào thì tự anh điền vào. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện theo đúng hợp đồng. Được không? Được. Cảm ơn anh Quinn. Cảm ơn. Mì chín rồi. Chín rồi. Wow. Chín rồi. Nhìn là biết ngon lắm rồi. Còn phải pha gia vị nữa. Oh. Đi rồi hả? Anh Lâm à, lần này có luật sư Quinn, chúng ta thắng là chắc. Cũng may tôi có điều tra trước, chỉ cần có tiền là ổn hết. Phải rồi, anh cũng phải cho người theo dõi đám cảnh sát Trung Quốc, chúng ta không được để lộ sơ hở. Anh yên tâm, tôi theo dõi rồi. Anh đi kêu đầu bếp Trương làm mì ở sau bếp lên đây cho tôi. Tôi chưa hài lòng với mì của anh ta làm. Tranh thủ hôm nay tôi rảnh, tôi sẽ dạy cho anh ta. Được. Cơ quan thị thực di trú và hải quan Hoa Kỳ. À, xin chào. Tổ chuyện án sàn cáo đúng không? Xin chào Edward. Xin chào. Cô khỏe không? Rất vui khi được gặp lại các anh. Chào. Chào Edward. Chào Edward. Chào Peter. Chào bạn, bạn khỏe không nào? Rất vui được gặp anh. Rất vui được gặp anh. Chào anh. Trong cái vali này có hồ sơ có liên quan tới Dương Bách Lâm. Chúng tôi muốn giao lại cho các anh. Edward, Peter, họ đã vất vả đem nó từ Trung Quốc qua. Các anh nhớ giữ nó cẩn thận nha. Chúng tôi sẽ giữ kỹ. Xin mời. Được rồi, đi thôi. Xin mời. Cảm ơn. Cảm ơn. Họ tới chưa? Họ tới rồi. Anh Quinn, anh thấy sao? Anh rất có mắt thẩm mỹ đó anh Vương à. Bức tranh này chắc chắn là đắt lắm hả? Tôi mua được nó trong một buổi đấu giá. Bây giờ nó đã thuộc về anh. Bức tranh rất đẹp. Mời ngồi. Anh Lâm à. Anh Lâm. Tổ chuyên sang cáo tới Mỹ rồi. Họ đang ở cục di trú. Hà Diễn có tới không? Có. Ngô Gia Kỳ cũng tới nữa. Tôi biết hai vị cảnh sát này.
họ phụ trách vụ án của anh ở Bắc Giang. Nếu như họ ra tòa làm chứng, khả năng thắng kiện của chúng ta rất nhỏ. Hả? À, vậy phải làm sao đây? Còn làm sao nữa? Tôi có quen mấy người bạn rất đặc biệt ở Mỹ. Tôi có cách khiến cho họ không thể ra tòa. Đường Hồng, nếu làm theo cách anh vừa nói thì chúng ta mời luật sư để làm gì? Tôi cũng biết các anh đã từ Bắc Giang tới Mỹ, cho nên các anh có những cách làm việc đặc biệt. Anh nói đúng. Chính vì vậy chúng tôi mới ra giá cao để mời được anh. Ở Bắc Giang các anh đã phạm những tội gì tôi không quan tâm, nhưng đã tới Mỹ giao vụ này cho tôi thì có một vài chuyện anh tuyệt đối không được làm. Không làm những chuyện quá đáng thì tôi có thể làm gì? Anh im lặng một chút có được không? Hả? Ngồi yên nghe cho hết đã. Tôi xin lỗi. Biện pháp thì tôi có, nhưng tuyệt đối không được nói với người khác là tôi nói. Tôi hiểu ý của anh mà. Anh chưa từng nói chuyện gì với tôi hết. Để anh lấy ở đó được rồi. Vâng, tôi biết. Cảm ơn rồi. Cảm ơn anh. Không có gì, cảm ơn. Hạ Diễn. Hả? Từ Mạc, mau vào đi. Sếp Lưu, tôi cảm thấy chúng ta nên mở ra một cuộc họp nhỏ để cùng bàn bạc về chuyện ngày mai. Vì lúc nãy Từ Mạc nói với tôi, Dương Bách Lâm đã đổi luật sư, người này rất nổi tiếng. Chuyện là như vậy? Tôi nhờ người điều tra luật sư của Dương Bách Lâm. Người này không phải là Jackson, mà là Quinn. Quinn là luật sư di trú nổi tiếng nhất ở Mỹ. Anh ta là người rất giàu kinh nghiệm, nhất là mảng di trú. Dương Bách Lâm mời luật sư nổi tiếng như vậy, chứng tỏ anh ta đang lo sợ. Anh ta biết lần này anh ta khó mà thắng được. Dù chúng ta chứng minh được Dương Bách Lâm khai gian về tài sản, nhưng nếu như Quinn giở trò để cho Dương Bách Lâm nộp đủ tiền phạt rồi khai lại tất cả tài sản, thì tòa án di trú có thể sẽ mắt nhắm mắt mở mà giữ lại thẻ xanh. Bây giờ quan trọng nhất là chứng minh cho thẩm phán thấy tính nghiêm trọng của việc anh ta khai gian. Hành động này nhằm che đậy sự thật anh ta đã phạm tội, chứ không đơn giản là gây nhiễu thông tin. Đúng vậy. Mọi người cũng đã chuẩn bị kỹ cho vụ kiện ngày mai rồi, cũng không còn sớm nữa. Mọi người nghỉ ngơi sớm đi, tinh thần phải tỉnh táo thì mai mới giành được chiến thắng. Được. Từ Mạc, cô cũng sớm về nhà đi, hôm nay đã mệt rồi. Được rồi, Peter và Edward cũng đang ở khách sạn này. Sáng mai họ sẽ đưa tất cả chúng ta tới tòa án di trú. Nếu như mọi người cần thêm gì cứ liên lạc với tôi. À, Jackie, tôi tiễn cô. Tạm biệt. Mai gặp lại. Tạm biệt nha. Ra liền. Này nè, bình tĩnh. Chuyện gì vậy? Hộ chiếu đâu? Tại sao kiểm tra hộ chiếu? Đưa hộ chiếu ra đi. Được rồi. Nhanh lên. Chuyện gì vậy? Có vấn đề gì sao? Chúng tôi nhận được tố cáo nói rằng có hai cảnh sát Trung Quốc
đã tàng trữ vũ khí trái phép. Chúng tôi phải lục soát nơi này. Vũ khí? Không thể có chuyện đó được. Các anh cứ chờ đó đi. Sếp, chờ một chút. Chúng tôi là thành viên của tổ chuyên án săn cáo trực thuộc Bộ Công an Trung Quốc. Chúng tôi tới đây để công tác. Chúng tôi đã được hải quan nước này kiểm tra và được nhập cảnh vào nước này. Hai cảnh sát ở cục di trú và hải quan cũng đang ở nơi này cùng với chúng tôi. Họ có thể làm chứng cho cả hai chúng tôi. Tôi chắc chắn cây súng này không phải của chúng tôi. Chúng tôi chỉ tin những gì đang thấy. Tôi đã tìm thấy cái này. Tôi đảm bảo nó không phải là của chúng tôi thật đâu. Edward, chúng tôi ở cục di trú, chúng tôi phụ trách phối hợp với tổ chuyên án săn cáo ở Los Angeles. Chúng tôi tìm thấy cái này trong phòng họ. Anh mang theo súng sao? Các anh đại diện cho luật pháp mà lại phạm luật sao? Edward, anh tin chúng tôi đi. Cây súng này không phải là của chúng tôi. Tôi cũng không biết tại sao chúng lại xuất hiện ở chỗ này. Nhưng bây giờ thì họ nghĩ là của anh. Các anh không được phép làm gì hết cho tới khi cảnh sát điều tra rõ ràng chuyện này. Anh rõ chưa? Edward, chúng tôi có việc rất quan trọng. Hôm nay chúng tôi phải ra tòa làm chứng. Nếu như không kịp tới đó thì mọi chuyện sẽ trở thành công cốc. Cảnh sát Mỹ của chúng tôi rất coi trọng chứng cứ. Hai anh cảnh sát này sẽ điều tra rõ nguồn gốc của khẩu súng. Nếu điều tra ra được khẩu súng này là của các anh thì các anh sẽ bị đưa đi điều tra. Còn nếu như điều tra là của người khác, chúng tôi sẽ thả các anh đi. Chúng tôi không có thời gian. Cứ chờ đi, đưa tôi xem. Làm sao đi, còn chưa tới một tiếng phải ra tòa rồi. Alo. Anh Lâm à, tổ chuyên săn cáo bị cảnh sát Mỹ giữ lại ở khách sạn rồi, không thể lên tòa. Vậy thì tốt, anh làm tốt lắm. Sao rồi, có hiệu quả không? Tôi đoán họ không tới được rồi. Cho dù họ có tới kịp, tôi vẫn có thể lập thẩm phán ghét cảnh sát Trung Quốc bằng khẩu súng đó. Rất tốt. Khẩu súng được phát hiện ở chỗ này, chắc chắn có người hại chúng ta. Hai Diễn, tôi nhớ lúc trước cậu ở đội hình sự, tìm manh mối đi. Chỉ cần chứng minh súng không phải của chúng ta sẽ được thả thôi. Xin lỗi, tôi có thể xem khẩu súng được không? Cảm ơn. Nhìn đi, số hiệu của khẩu súng này đã bị xóa đi. Tôi cũng là một cảnh sát, tôi biết số hiệu của khẩu súng này. Khẩu súng này không được lưu hành ở Trung Quốc. Các anh có thể mua nó ở Mỹ. Chúng tôi luôn đi cùng với Peter và Edward. Chúng tôi không có thời gian hay cơ hội để mua. Hai người họ có thể làm chứng mà. Có phải hai người luôn đi với họ không? Chúng tôi gặp nhau ở sân bay, rồi đưa họ tới trụ sở của cục di trú. Xong xuôi thì chúng tôi về khách sạn. Và chuyện sau đó thì chúng tôi không biết. Anh cảnh sát à, chắc chắn là có người nhân lúc chúng tôi ra ngoài đã tới nơi này và bỏ súng vào phòng. Mục tiêu của chúng chính là tổ chuyên án săn cáo chúng tôi. Sau khi hai chúng tôi tới khách sạn, chúng tôi chỉ rời khỏi phòng vào buổi tối để ăn cơm với mọi người. Các anh có thể kiểm tra các camera giám sát để xem vào lúc đó có ai vào trong phòng để bỏ thứ gì hay không. Xin tự nhiên. Tôi đã liên lạc với quản lý, họ đang xem lại nhật ký camera. Được rồi, đi thôi. Tôi chắc chắn có người cố tình hãm hại chúng ta. Anh coi, chuyện này quá trùng hợp. Ngay thời điểm chúng ta sắp ra tòa thì họ nhận được điện thoại tố cáo.
Tôi cảm thấy chuyện này có liên quan tới Dương Bách Lâm. Nếu vì chuyện tàn trữ vũ khí mà chúng ta không tới được phiên tòa, thì người được lợi nhất chính là Dương Bách Lâm. Chuyện du quan hãm hại này chắc chắn do anh ta làm. Chỉ còn 40 phút là bắt đầu phiên tòa. Nếu vẫn chưa đi thì chắc chắn chúng ta sẽ không tới kịp. Sếp Lưu, tôi có một đề nghị. Khẩu súng này được tìm thấy trong phòng của các anh. Anh hãy nói với họ, khẩu súng này không liên quan gì tới tôi. Nói họ cho tôi tới tham dự phiên tòa. Hai anh tiếp tục ở lại phối hợp điều tra. Có được không? Cũng có lý. Chúng ta cứ nói với Edward thử xem sao. Quá dễ rồi. Bây giờ là giờ cao điểm. Chúng ta không thể tới đó một cách nhanh chóng được. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Giá kỳ, từ mặt, lên xe. Đi đi. Cảm ơn. Đi thôi. Hạ Viễn, từ mặt lái xe tới đây là đưa giá kỳ đi rồi. Chắc là sẽ tới kịp, yên tâm đi. Còn hai anh có thể đợi ở đây cho tới khi kết thúc vụ điều tra. Được, cảm ơn. Khoan cảm ơn vội. Chuyện này không có nhỏ đâu. Xong rồi, chúng tôi đã xem camera. Nhưng mà khi các anh ra khỏi phòng để đi ăn thì không có ai vào phòng cả. Vậy có thể điều tra vị khách từng vào phòng này trước đó không? Không ai ngu ngốc tới nỗi bỏ súng ở đây đâu. Lúc nãy chúng tôi đã hỏi quản lý rồi. Người mướn phòng trước các anh là một cặp vợ chồng, nhưng họ tới Mỹ để du lịch nên họ không thể mang theo súng được. Tôi cảm thấy chuyện này 89 phần là do người trong khách sạn làm ra. Từ sau khi chúng ta tới đây, chỉ xuống lầu ăn có một bữa cơm. Không ai vào phòng này, cũng không ai đưa đồ gì cho chúng ta. À phải, cảm ơn anh. Không có gì. Edward, hôm qua có một người đã chuyển hành lý vào phòng. Anh ta đem hành lý vào phòng ngủ. Có thể anh ta đã mở tủ đồ. Anh ta là người khả nghi nhất. Thời gian cụ thể là mấy giờ? Khoảng tầm 7 giờ. 7 giờ tối hôm qua. Được rồi, tôi sẽ cho kiểm tra lại các thông tin về mấy người này. Nếu có vấn đề tôi sẽ điều tra. Còn ngược lại thì các anh phải theo chúng tôi. Được rồi. Tòa án di trú Los Angeles. Chào mọi người, xin mời ngồi. Hôm nay chúng ta tới đây là để giải quyết vụ án của Vương Bách Lâm. Đầu tiên tôi xin được mời phía công tố viên phát biểu. Cảm ơn ngài thẩm phán. Hôm nay chúng ta đề cập tới vụ án của anh Vương Bách Lâm. Anh ta đã làm thủ tục xin được nhập tịch vào Hoa Kỳ, nhưng lại gian lận trong việc khai báo tài sản. Năm 2014, anh Vương Bách Lâm đã tới Mỹ. Anh ta đã dùng chương trình EP5 của chính phủ để nộp đơn lên cục di trú và xin cấp thẻ xanh. Gần đây, cơ quan thực thi di trú và hải quan đã nhận được một số thông tin có liên quan tới nguồn tài sản mang tính bất hợp pháp của anh ta. Cho nên chúng tôi đã tiến hành điều tra và cuối cùng chúng tôi phát hiện Vương Bách Lâm có tổng số tài sản lên đến hàng chục triệu đô la và thực tế nó nhiều hơn con số anh ta khai. Quan trọng nhất là anh Vương Bách Lâm không có đồng ý hoặc là không thể giải thích về nguồn gốc của số tài sản mà anh ta có. Và những điều này đủ để cấu thành tội danh gian lận về di trú. Tôi hy vọng thẩm phán thu hồi thẻ xanh của anh ta. Cơ quan thực thi di trú và hải quan đã nhận được một số thông tin có liên quan tới nguồn tài sản mang tính bất hợp pháp của anh ta. Cho nên chúng tôi đã tiến hành điều tra. Và cuối cùng, chúng tôi phát hiện Vương Bách Lâm
có tổng số tài sản lên tới hàng chục triệu đô la, và thực tế nó còn nhiều hơn con số anh ta khai. Quan trọng nhất là anh Vương Bách Lâm không đồng ý hoặc là không thể giải thích về nguồn gốc của số tài sản mà anh ta có. Và những điều này đủ để cấu thành tội gian lận về di trú. Tôi hy vọng thẩm phán thu hồi thẻ xanh của anh ta. Tôi đã nộp những chứng cứ có liên quan lên tòa rồi. Cảm ơn. Mời bên biện hộ bắt đầu tường trình của mình. Cảm ơn người thẩm phán. Thân chủ của tôi, anh Vương Bách Lâm, là một thương nhân rất thành công ở Trung Quốc. Anh ấy tới Mỹ chỉ với một mục đích là đoàn tụ với vợ và con cái của mình mà thôi. Cho nên anh ấy mới làm đơn xin được di trú. Anh ấy tuân thủ các điều khoản của pháp luật nước ta và làm thủ tục theo đúng trình tự của chính phủ. Anh ấy đã đem tới mấy triệu đô la cho người Mỹ, mấy chục công ăn việc làm ở phố người Hoa. Anh ấy còn tích cực đầu tư vào rất nhiều dự án công trình xã hội. Anh ấy từng nói rằng mỗi vụ kinh doanh đều phải xuất phát từ chân thành và sự công bằng ngày tháng của người làm ăn. Hiện tại thân chủ của tôi đã thực hiện lý tưởng của mình. Bây giờ thân chủ của tôi đã kiểm tra lại những bản báo cáo khai gian tài chính. Anh ấy đã phát hiện ra vài chỗ không đồng nhất. Nhưng bây giờ nói những chuyện này chỉ là thừa thãi mà thôi. Thân chủ của tôi đồng ý gánh chịu mọi trách nhiệm, đồng thời chấp nhận đóng tiền phạt do tòa án đưa ra. Anh ấy sẽ nộp lại báo cáo tài chính để kết thúc mọi chuyện. Hy vọng mọi người sẽ bỏ qua để anh ấy có thể tiếp tục ở Hoa Kỳ. Cảm ơn. Công tố có thể nộp chứng cứ liên quan tới vụ án này. Công tố viên xin phép được mời nhân chứng đầu tiên của vụ án là đồng chí cảnh sát Hạ Viễn, đội trưởng đội chuyên trách điều tra kinh tế của Cục Cảnh sát Bắc Giang ở Trung Quốc. Xin mời nhân chứng. Xin lỗi, tôi đã tới trễ. Thưa thẩm phán. Thưa thẩm phán, vì nhân chứng thứ nhất không có mặt nên chúng tôi xin mời nhân chứng thứ hai, chính là cảnh sát Ngô Gia Kỳ, đến từ tổ chuyên án soạn cáo của Bộ Công an Trung Quốc. Mời cô vào. Cảm ơn. Cô Ngô Gia Kỳ, mời cô giơ tay phải của mình lên. Cô có đồng ý thề những lời cô nói trước tòa ngày hôm nay hoàn toàn là sự thật không? Có, tôi xin thề. Mời cô nói. Chúng tôi có thể bắt đầu được chưa? Cảnh sát Ngô Gia Kỳ, mời cô hãy giải thích về mối quan hệ giữa cô và Vương Bách Lâm. Vương Bách Lâm đã dùng thông tin giả thao túng thị trường chứng khoán ở thành phố Bắc Giang, Trung Quốc. Đồng thời anh ta còn kiếm lời một số tiền rất lớn, nên bị đội điều tra kinh tế của cảnh sát Bắc Giang đưa vào danh sách nghi phạm. Tôi là một trong những cảnh sát ký vụ án này. Cảm ơn. Chúng tôi mới nghe luật sư biện hộ nói rằng mục đích quan trọng nhất khi anh Vương Bách Lâm tới Mỹ chính là muốn đoàn tụ với gia đình của anh ta ở Los Angeles. Hơn nữa họ còn nói rằng anh Vương Bách Lâm đã thông qua những dự án đầu tư của mình để tạo việc làm cho người dân bản địa, cũng như là người Hoa. Với những việc anh ta đã làm cho đất nước Hoa Kỳ, thì cô cảm thấy thế nào? Vương Bách Lâm vì lo sợ hành vi phạm tội bị lộ nên đã trốn khỏi Trung Quốc bằng cách phi pháp. Anh ta không phải vì nhớ người thân, mà là sợ tội bỏ trốn. Khi Vương Bách Lâm xin được cấp thẻ xanh, đã không khai đủ tài sản. Những thứ đó chính là tiền phi pháp mà anh ta chuyển từ Trung Quốc qua. Trong bộ hồ sơ mà chúng tôi đã nộp cho Cục Di trú, có ghi đầy đủ chứng cứ về nguồn gốc số tiền phi pháp mà anh ta đã có được ở Bắc Giang và cách anh ta chuyển nó đi. Về phần những công trình phúc lợi cho người Hoa, theo tôi được biết, Vương Bách Lâm đã dùng hình thức chia theo đầu người để gửi tiền quyên góp tới ngài nghị sĩ Steven.
bề ngoài là xây dựng công trình cho người qua, nhưng trên thực tế đó là hối lộ nghị sĩ. Cho nên Dương Bách Lâm không phải là một thương nhân chân chính, mà là một kẻ đầu cơ lừa đảo. Cô là cảnh sát Trung Quốc, tại sao cô lại biết được các hoạt động đầu tư của thân chủ tôi ở Mỹ? Tại sao cô biết được điều đó vậy? Thưa thẩm phán, tôi phản đối phát ngôn của nhân chứng này vì những lời cáo buộc này mà thân chủ của tôi có thể bị hủy đơn xin thẻ sang. Anh có thể kiểm tra chứng cứ này. Thưa ngài thẩm phán, những chứng cứ chúng tôi cung cấp là hoàn toàn đều do cơ quan có thẩm quyền của hai bên Trung Mỹ cùng xác nhận, không hề điều tra sai quy định. Không có sai quy định sao? Nhưng theo tôi được biết, hôm nay lẽ ra có hai người nhân chứng của Trung Quốc giữ phiên tòa. Nhưng tại sao người thứ nhất lại không có mặt chứ? Ngài thẩm phán có biết không? Nhân chứng thứ nhất hiện đang bị cảnh sát Los Angeles giữ lại vì mang theo vũ khí trái quy định của pháp luật. Đúng vậy. Tôi có hai người đồng nghiệp, họ đang phải phối hợp điều tra. Nhưng mà luật sư Quinn, chuyện mang súng trái quy định mới xảy ra cách đây hơn một tiếng đồng hồ thôi. Lúc đó chỉ có cảnh sát Los và hai cảnh sát của cục di trú ở đó. Vậy tại sao anh lại biết chuyện này? Không lẽ anh và cảnh sát Mỹ trao đổi tin tức với nhau? Hoặc nói trắng ra là chuyện này là do anh và bị cáo âm thầm sắp xếp, mục đích là giá họa cho cảnh sát Trung Quốc. Thưa thẩm phán, anh Vương Bách Lâm đã dùng thông tin giả để đi lấy thẻ xanh và định cư ở Mỹ. Về bản chất, đó là sự lừa đảo. Bây giờ chúng ta lại còn nghe nói luật sư biện hộ hãm hại cảnh sát Trung Quốc. Điều này chứng minh một cách rõ ràng là họ đang có thường luật pháp của Mỹ. Chúng tôi luôn tin vào chính phủ Mỹ, họ sẽ không bảo vệ những hạng người xấu xa này. Thế nào rồi? Là vậy, tôi đã tới phòng giám sát xem lại camera ngày hôm qua. Tôi tìm thấy manh mối mới. Tôi đã tải toàn bộ băng ghi hình về iPad để đưa cho các anh xem đây. Rất tốt. Đây có phải là người mà các anh nhắc không? Phải, anh ta đó. Đây là cảnh trước lúc đón tiếp các anh. Anh ta tiễn đôi vợ chồng già đi ra và vào nhà vệ sinh. Anh xem. Nhìn kìa, đó là khẩu súng. Được rồi, từ đây có thể nhìn thấy rõ người này là nam khoảng 25 tuổi và cao khoảng 1m8. Anh ta có màu da khá đen. Được rồi, tôi đi tìm người. Cầm lấy. Xin hỏi, bây giờ chúng tôi được xóa khỏi diện tình nghi chưa? Được rồi, nhưng các anh phải tới sở cảnh sát để ghi tường trình. Chúng tôi đã biết rồi. Chúng tôi còn có việc nên chúng tôi đi được chưa? Được, đi đi. Cảm ơn, đi thôi. Đi thôi. Cảm ơn. Giá trị từ mặt. Chuyện sao rồi? Thắng rồi Hạ Diễn. Thật sao? Tốt quá rồi. Lúc nãy anh không thấy đâu. Biểu hiện của Giá Kỳ trên tòa rất là tuyệt vời. Thẩm phán tuyên bố lập tức thu hồi thẻ xanh của Dương Bách Lâm. Tốt quá rồi. Bao nhiêu năm rồi chúng ta mới có thể thành công đánh bại Dương Bách Lâm. Ê, còn các anh, giải quyết xong chuyện khẩu súng chưa? Điều tra rõ rồi. Peter, chúng tôi bị hãm hại. Tôi biết do nhân viên chuyển hành lý giá họa, cảnh sát đang truy lùng hắn, chắc cũng sắp có tin rồi. Chuyện này tôi và Peter cũng có trách nhiệm vì đã để cho các anh bị vu oan.
Không sao đâu, chuyện này giúp mọi người rút được kinh nghiệm rất lớn. Anh cũng đã giúp chúng tôi đưa Ngô Giá Kỳ tới phiên tòa đúng giờ rồi. Nhưng mà các anh rất giỏi để mà thuyết phục tôi đó. Các anh rất giỏi. Hết nữa, hôm nay đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười trên mặt của mọi người. Tôi có một đề nghị. Tối nay chúng tôi vẫn còn ở lại đây, chúng ta hãy tìm một chỗ nào đó ăn mừng chiến thắng có được không? À, cấp trên của tôi đã từng nói, cảnh sát trên khắp thế giới chỉ có hai đặc điểm. Thứ nhất là truy bắt tội phạm, còn thứ hai là gì anh biết? Là gì anh biết không? Tôi cũng không biết là gì vậy. Bùm. Chắc các người vui lắm phải không hả? À, chỉ mới bắt đầu thôi. Yên tâm đi, tôi còn đủ kiên nhẫn để chơi với các người. Giờ tôi phải làm sao? Anh hãy yên tâm, giờ tôi sẽ lập tức để đơn khảnh cáo. Vụ án này còn rất dài, chỉ cần tiếp tục kiên trì, chúng tôi lôi kéo quan hệ, thế nào cục di trú cũng phải thỏa hiệp. Được, anh viết đơn kháng cáo đi. Tôi biết. Xe tới rồi. Cả ly. Cô đang viết cái gì vậy? Mãi mãi không quên. Mãi mãi không quên. Ắt được báo đáp. Ắt được báo đáp. Phải. Tiếng Trung của anh rất tốt đó. Cảm ơn. Nhưng mà nó có nghĩa là gì? Không được từ bỏ niềm tin của mình. Nghe hay thật đó. Làm cảnh sát là ước mơ mà cô luôn muốn đạt được hay sao? Quyết tâm của cô thật đáng khâm phục. Nhưng mà nó lại khiến cho chúng tôi có quá nhiều việc, thậm chí thời gian điều tra còn nhiều hơn thời gian của tôi ngủ nữa. Nè, tôi nói thật đó. Cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi. Cảm ơn. Xin lỗi nha, chúng tôi thật sự xin lỗi. Nhưng mà tôi thật lòng cảm ơn vì anh đã tin cô ấy. Chứ nếu không thì chúng tôi thua rồi. Chỉ tiếc là tôi không tới đó. Cô ấy đã thể hiện rất là tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Chúng ta hãy chúc mừng anh hùng của chúng ta đi. Yeah, vì anh hùng của chúng ta. Hạ Diễn. Ừ? Tôi nên mời anh một ly. Tại sao vậy? Anh còn nhớ lần đầu tiên sau khi chúng ta tới Mỹ không? Sau buổi điều trần thất bại, anh đã đưa tôi tới một nhà hàng. Mua cho tôi một cái bánh kem, rồi thắp nến lên kêu tôi ước một điều ước. Tuy hôm nay thiếu một bước nữa là chúng ta đạt được thành công, nhưng hôm nay cũng coi như đã đúng với mong muốn. Cho nên mời anh một ly. Cảm ơn anh đã kêu tôi ước. Không có gì. Nè, hai người đang nói gì vậy? Chúng tôi nói, chúng tôi rất may khi gặp được các anh. Thật đó. Không cần phải cảm ơn, vì chúng ta đều là cảnh sát mà. Cảnh sát bắt tội phạm. Phải, cạn ly. Cạn ly.
Dương Bách Lâm, hôm nay là tôi, ngày mai tới lượt anh. Tôi chờ anh ở Bắc Giang. Anh đừng vội mừng, Dương Bách Lâm. Tôi nói anh nghe, trên đời này không có đất nước nào chịu chứa chấp tội phạm hết. Bây giờ chuyên án San Cáo đã trở thành chuyên án quốc gia. Chúng tôi vẫn luôn dõi theo anh trên nước Mỹ. Đây chính là lời tuyên chiến. Chỉ cần ngày nào tôi còn mặc trang phục của cảnh sát thì ngày đó tôi vẫn không ngừng truy bắt anh đâu. Dương Bách Lâm, bây giờ anh không chỉ đối đầu với một hai cảnh sát mà là đang đối đầu với lực lượng cảnh sát của cả nước. Anh cảm thấy anh có chơi lại không? Sếp Đinh, trên bộ vừa mới cho mở một cuộc họp khẩn cấp. Trước khi vào cuộc họp tôi nói đơn giản mấy câu thôi. Lần này tổ chuyên án San Cáo sang Mỹ đàm phán kết quả rất tốt. Mọi điều tra kinh tế thành phố Bắc Giang đã chứng minh chuyện Dương Bách Lâm khai gian về số tài sản khi làm đơn xin nhập tịch vào Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Các cậu đã kịp thời liên lạc với Cục Di trú Mỹ hủy bỏ thẻ xanh của hắn. Điều này đã cung cấp ý tưởng mới cho chúng ta trong việc truy bắt tội phạm ở nước ngoài. Với tư cách là người phụ trách tổ chuyên án, tôi thừa nhận đã có sơ suất trong quá trình hành động. Để ngăn cản nhân chứng tới được phiên tòa, nghi can đã tìm cách giấu một khẩu súng ở trong phòng của chúng tôi với một mục đích là giá quà cho chúng ta. Sau này khi tiến hành nhiệm vụ, tôi sẽ cẩn thận hơn nữa, sẽ đề cao cảnh giác tại nơi mình ở và cả những người xung quanh. Tôi có nghe nói lần này các cậu không để xảy ra mâu thuẫn với cảnh sát Mỹ, còn thắt chặt quan hệ với họ. Chúng tôi cảm thấy đây là một cách làm tốt. Cảnh sát của Cục Di trú Mỹ rất nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi. Hành động sau này của chúng ta ở Mỹ sẽ tiện hơn rất nhiều. Nhưng mà tuy Dương Bách Lâm không có thẻ xanh, anh ta đã kiện lên tòa án liên bang, thậm chí kiện Cục Di trú. Chuyện này tốn rất nhiều thời gian, cho nên tạm thời chưa thể bắt anh ta trở về. Nhưng đứng từ góc độ khác, để Dương Bách Lâm dây vào vụ kiện với Cục Di trú sẽ ảnh hưởng tới mặt kinh tế, quan hệ xã hội cũng như danh dự nhân phẩm và cả cuộc sống của anh ta tại Mỹ. Thời gian càng dài thì việc truy bắt Dương Bách Lâm sẽ càng khó hơn. Xem ra việc truy bắt Dương Bách Lâm rất khó có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Nhưng mà ngoài anh ta ra, còn có hai người có liên quan tới vụ án cũng trốn ở nước ngoài. Mọi người phải tranh thủ thời gian bắt từng người một. Rõ. Được rồi, tôi đi họp trước đây. Los Angeles,
Mỹ. Được rồi, không thành vấn đề. Cảm ơn anh. Cảm ơn các anh vì đã hợp tác. Tạm biệt, tiếng hỏi giùm tôi đi ha. Được rồi, xin mời các vị. Xin mời. Anh Lâm à, có chuyện gì vậy? Là người của cục thuế Cali, họ đem hết chứng từ và số liệu thu nhập của chúng ta đi. Họ nói với tôi là để kiểm tra tình hình nộp thuế của chúng ta. Tôi đã nói với họ chúng ta luôn nộp thuế đúng kỳ, không có vấn đề gì hết. Nhưng họ cứ muốn kiểm tra. Họ nói anh khai báo gian lận tài sản nên bị thu hồi thẻ xanh. Họ cần phải xem xét lại và đánh giá tình trạng thuế của anh. Tôi đã biết rồi, còn gì không? Họ cố ý làm vậy. Họ còn nói phải đánh giá tình trạng thuế của anh lại từ đầu, nếu không sau này sẽ rất phiền phức. Anh Lâm à, anh Lâm, tính sao đây? Đừng lo lắng, tôi sẽ tự nghĩ cách giải quyết. Cứ buôn bán bình thường. Được. À, Hà Diễn, Giá Kỳ, thời gian vừa qua cứ lo bận bịu công việc. Ngày mai hai người trở về Bắc Giang rồi. Vì quá gấp gáp, tôi cũng không kịp chuẩn bị cái gì. Đồng nghiệp của tôi ai cũng thích ăn vặt hết. Hai người cứ chọn một vài món đem về đi, coi như là tôi tặng hai người. Cảm ơn sếp Lưu, thật ra bình thường chúng tôi cũng thích ăn vặt. Tốt quá. Nè bà chủ à. Dạ. Đây lấy chúng tôi mấy cái này đi. Chào mừng quý khách đã tới quầy thực phẩm cao cấp. Ở đây có trên 100 mặt hàng để các vị chọn. Các vị cần tôi giúp gì không? Cái nào ngon nhất chúng tôi sẽ lấy một chút. Dạ được. Xin đợi một lát. Bàn về công việc, bây giờ đội chúng ta không chỉ đối diện với những con cáo già, mà còn đối diện với cả hệ tư pháp đứng sau họ. Chúng ta không có quyền hành động ở nước ngoài. Với cảnh sát kinh tế chúng ta thì đó là một điều hạn chế. Chuyện biên du quan lần này là một ví dụ. Hy vọng mọi người đừng dội nản lòng. Lần này tôi và Giá Kỳ trở về Bắc Giang sẽ điều tra tung tích của Triệu Hải Thanh. Tốt. Dạ thưa quý khách, hàng của anh đây. Cảm ơn. Khi về tới nơi nhớ báo tôi một tiếng nha. Cảm ơn sếp Lưu. Cảm ơn sếp Lưu. Ừ. Chúng tôi đi đây. Được, tạm biệt. Tạm biệt. Anh ơi. Hả? Anh ơi, tính tiền bên này. Ừ. Tôi xin lỗi nhưng hôm nay ông Steven không muốn tiếp ai hết. Cô ấy nói là hôm nay ông Steven không muốn tiếp khách. Không có đâu. Cậu nói với cô ấy, tôi vừa mới gọi điện cho anh ta. Chúng tôi hẹn sẽ gặp nhau ở đây. Anh ấy đã gọi điện thoại cho Steven. Steven quyết định sẽ gặp anh ấy ở ngay chỗ này. Tôi xin lỗi. Cô đừng nói xin lỗi nữa. Tôi đang có việc gấp cần gặp Steven ngay. Cô nghĩ cách giùm tôi đi. Cô đừng xin lỗi nữa. Anh ấy có việc gấp làm cần gặp Steven ngay. Tôi xin lỗi anh Dương. Anh đang lãng phí thời gian ở đây. Cô ấy nói là chúng ta đang lãng phí thời gian ở đây. Hôm nay anh Steven không muốn gặp ai hết. Nếu mà nói trắng ra là anh ấy không muốn gặp anh. Nói đúng hơn là Steven không muốn gặp mặt anh. Hai người về đi. Cô ấy nói chúng ta nên trở về. Nếu hai người không đi, tôi sẽ gọi cảnh sát. Cô ấy nói nếu chúng ta không đi, cô ấy sẽ gọi cảnh sát. Anh Steven nói với tôi là anh đang rất sợ cảnh sát. Steven nói với cô ấy anh rất sợ cảnh sát. Ok. Cảm ơn cô. Steven, anh là tên khốn kiếp. Xin lỗi. Đi. Em không biết đâu, Steven đúng là tên khốn kiếp à, hoàn toàn không đáng tin. Cũng đừng trông mong vào thương hội người qua. Bây giờ chỉ còn dựa vào bản thân thôi. Chiều nay anh tới cục di trú nhưng vẫn chưa có phiếu phạt. Bây giờ nhà máy, cửa tiệm, nhà hàng đều đang bị kiểm tra. Nè, anh coi đi. Queen lại gửi hóa đơn tới đây.
tuần này lại phải trả cho anh ta 100.000 đô. Bách Lâm à, anh có cần phải bỏ ra nhiều tiền như vậy mời anh ta không hả? Lúc trước chúng ta đã ký hợp đồng 1 triệu đô la với anh ta, vậy mà anh ta lại để thua vụ cấp thẻ xanh cho anh. Nhưng vụ kiện với cục di trú là một trận, anh cần sự giúp đỡ của Queen. Anh cũng đâu có muốn kiện cáo họ làm cái gì. Xin lỗi, anh hơi mất kiểm soát. Việc tới nước này, chỉ cần chúng ta kiên trì thì anh vẫn còn hy vọng. Em hiểu không hả? Tiền gì cần trả thì phải trả. Nhưng Bách Lâm à, anh cũng thấy rồi, Đường Hồng đòi tiền, Khuyên cũng đòi tiền, Ngải Lâm đi học cũng cần có tiền. Chúng ta đâu có nhiều tiền như vậy để chi đâu. Anh biết mà. Ngải Lâm, con về nhà từ khi nào vậy? Ba, sao ba lại giấu con chuyện ba bị thu hồi thẻ xanh? Ba của bạn con làm kinh doanh cho nên nó cũng biết chuyện này. Nó còn chọc quê con nữa kìa. Ngải Lâm, tại sao con lại ăn nói với ba con như vậy? Chuyện thẻ xanh đâu phải là chuyện lớn lao gì. Ba mẹ giấu con vì sợ ảnh hưởng tới việc học của con thôi. Ba, ba nói thật với con đi. Thật ra ba sao vậy? Ba phạm pháp đúng không? Hay da, con nói gì vậy? Làm sao ba có thể làm những chuyện phi pháp cho được? Tất cả những chuyện ba làm ở Mỹ con cũng biết rất rõ mà. Nhà hàng, tiệm giặt ủi, nhà máy, ba tuyệt đối không bao giờ làm chuyện phi pháp. Phải rồi, chuyện thẻ xanh là do cảnh sát trong nước cố tình làm khó dễ ba con thôi. Nhưng ba đã tới Mỹ nhiều năm rồi, sao cảnh sát Trung Quốc vẫn không tha cho ba chứ? Ngại Lâm à, có những chuyện con không cần biết thì con đừng hỏi tới làm gì. Bây giờ chuyện con cần quan tâm nhất là việc học hành. Con mau về phòng làm bài tập đi. Mẹ cứ coi con là con nít thôi. Con cũng có khả năng phân tích và phán đoán mà mẹ. Rồi. Tích và phán đoán mà mẹ. Rồi. Ngại Lâm ngồi xuống đi. Con nghe ba nói nè. Hồi đó ba không nói cho con biết ba mẹ giấu con mọi chuyện là gì. Ba sợ con có ấn tượng không tốt về quê hương. Phải, con đã lớn rồi. Trước đây ba cứ nghĩ con còn nhỏ. Bây giờ ba có thể kể cho con nghe những chuyện trước đây rồi. Khi còn ở Bắc Giang, ba có một công ty dược phẩm, con cũng biết mà, đúng không? Vào mấy năm đầu công ty phát triển rất tốt, cổ phiếu tăng cao, có rất nhiều người hâm mộ ba. Nhưng sau đó việc nghiên cứu của công ty xảy ra vấn đề, cổ phiếu của công ty cứ giảm không ngừng. Có rất nhiều người đã bị lỗ rất nặng. Đây vốn dĩ là chuyện rất bình thường mà, đúng không? Nhưng phía cảnh sát Trung Quốc đã chụp mũ và xếp ba vào loại tội phạm kinh tế, rồi cứ bắt ba bỏ tiền túi ra để đền bù thiệt hại cho những người chơi. Con thấy chuyện này bất công quá, đúng không? Cho nên ba mới bỏ qua Mỹ. Con cũng biết, sau khi ba đặt chân tới Mỹ, vậy mà phía cảnh sát Trung Quốc vẫn mò tới đây. Họ vẫn không ngừng bám riết lấy ba, khăng khăng đòi đưa ba về nước. Nói cho cùng cũng chỉ là vì tiền. Chơi cổ phiếu phải có rủi ro, nhưng lẽ ra người mua cổ phiếu phải chịu rủi ro này chứ. Sao họ bắt người bán chịu trách nhiệm hả? Con nói rất đúng, sự thật chính là như vậy. Ba, con không cần nhiều tiền. Nhà chúng ta có tiền hay không cũng không sao. Con chỉ hy vọng là được ở bên cạnh ba, bên cạnh mẹ suốt cả đời. Cả nhà mình không bao giờ xa nhau. Mình sẽ luôn bên nhau, không bao giờ xa nhau. À, Ngải Lâm à, lúc nãy mẹ không nên nổi nóng như con. Mẹ xin lỗi con nha. Mẹ sẽ nấu mấy món ngon cho con. Chờ mẹ nha. Cảm ơn mẹ nha. Ba qua phụ em đi, ngồi đó hoài à. Được rồi, lên lầu đi con. Thank you.
Nhảy Long, sao không trả lời tin nhắn của anh? Ba em bị thu hồi thẻ xanh rồi. Nhưng mà ba em đâu có phạm pháp ở Mỹ. Anh sẽ về ngay. Chờ anh. Mẹ. Mẹ. Hả? Mẹ, có chuyện rồi. Có chuyện gì chứ? Chú Dương bị thu hồi thẻ xanh rồi. Ờ, là ai nói với con? Ngải Lâm đó. Em ấy nói cảnh sát Trung Quốc đã tìm tới Mỹ. Thẻ xanh của chú Dương đã bị cục di trú thu hồi. Mẹ, chú Dương là người tốt như vậy, sao lại có thể có chuyện phạm pháp? Chắc chắn có nhầm lẫn. Duệ Duệ, con đừng tưởng con cao hơn mẹ là giỏi hơn mẹ nha. Dù gì con vẫn là con nít. Nếu chú Dương của con không làm gì phạm pháp thì sao lại bị thu hồi thẻ xanh? Mẹ, con đã lớn rồi. Hơn nữa chú Dương đối với con, đối với cả nhà mình rất tốt. Chú ấy chắc chắn không phạm pháp đâu. Mẹ nói con nghe, chú Dương mà con luôn khen đó là một người làm kinh doanh, lại toàn làm kinh doanh lớn, trong nước ngoài nước đều có mối làm ăn riêng. Loại người như vậy chúng ta không thể nào biết được rốt cuộc ông ta làm gì. Chuyện của người lớn con nít sao hiểu được. Nhưng mà đương nhiên, việc con cần làm bây giờ là chuẩn bị cho hồ sơ để tham gia thi đại học. Con phải thi cho thật tốt, còn những chuyện khác đừng quan tâm. Mẹ, sao lúc nào mẹ cũng nói những lời như vậy hết? Chú Dương đang xảy ra chuyện, chúng ta đâu thể khoanh tay đứng nhìn. Từ nhỏ con đã ở Mỹ, mẹ lại không ở bên cạnh con, may mà lúc nào cũng có chú. Tại cũng không có. Mẹ, con đã 18 tuổi rồi. Con có quyền quyết định mình sẽ thích ai. Con hiểu rất rõ tình cảm của mình. Về chuyện này không cần mẹ lo đâu. Nè, con đi đâu? Tôi vừa nghe tin nhiệm vụ lần này của hai người ở nước Mỹ rất thành công. Sếp Đinh cũng khen hành động lần này của hai người. Có lẽ đây là chuyện đáng tự hào nhất của đội kinh tế chúng ta đó. Ha, đừng tự cao, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ha. Cảm ơn sếp Châu đã khen. Khi chúng tôi họp với bộ thì sếp Đinh có nói Dương Bách Lâm đang dính vào vụ kiện cáo tại Mỹ. Chúng ta tới đó trong thời gian này cũng không thu kết quả gì được. Bây giờ Tùng Minh đã ra tự thú, Triệu Hải Thanh và Đường Hồng cũng đang trốn ở nước ngoài. Sếp Đinh đề nghị bây giờ chúng ta nên dồn lực tập trung vào hai tên tội phạm này. Đề nghị này rất hay. Chỉ cần là tội phạm kinh tế đang lẫn trốn ở nước ngoài, chúng ta không được bỏ sót một ai, phải bắt bọn họ về hết. Hai người làm rất tốt, vất vả rồi Kiến Quân à. Có học trò giỏi như vậy, cậu còn không biết khen cậu ấy vài câu sao? Khỏi cần sếp nhắc. Họ có được thành tích tốt như ngày hôm nay, tôi cũng thấy vui lây cho họ.
Hiểu rồi chứ. Công nhận anh Diễn cái chuyện vui thiệt đó. Ở nước ngoài vui lắm hay sao á. Anh kể thêm nữa đi. Còn chuyện vui hơn nữa, để Giá Kỳ kể cho cô nghe. Cô kể đi Giá Kỳ. Tôi không kể, kể. Anh kể hay mà. Hơn anh kể đi. Nè 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 nè. Cứ ngồi đi. Hạ Diễn à, Giá Kỳ, nếu như tối nay mọi người không bận rộn chuyện gì, chúng ta đi ăn mừng đi. Phải đó anh Diễn à, Giá Kỳ, tất cả chúng tôi cũng muốn mở tiệc để chúc mừng hai người. Lần này Dương Bích Lâm bị thu hồi thẻ xanh, đúng là một chuyện đáng để ăn mừng mà. Tiểu Lôi, sao cái gì cũng có cậu gì. Ăn mừng lúc này còn hơi sớm đó. Đợi bắt được Dương Bích Lâm rồi tính hả? Phải đó. Sếp Dương à, ừ? Là như vậy. Hôm nay ba tôi đã làm sẵn đồ ăn chờ tôi về, nên hôm nay tôi không đi đâu, lần sau đi nha. Lần sau hả? Được. Tạm biệt sếp Dương. Hào Diệp. Tôi vẫn chưa quen với múi giờ, muốn về nhà nghỉ sớm chút. Hay hôm khác nha. Được. Khi nào rảnh tất cả chúng ta sẽ cùng ăn mừng, được không? Được. Được rồi, cậu về nghỉ đi. Anh Diễn à, hôm nay anh lạ quá. Tiểu Lôi, vô phòng tôi chút. Trong thời gian tôi đi Mỹ, trong đội vẫn bình thường chứ? Bình thường, rất bình thường luôn. Anh Diễn à, có một chuyện này tôi muốn nói với anh một tiếng. Suốt mấy năm nay chúng ta vẫn luôn thắc mắc tại sao lúc trước Dương Bích Lâm lại trốn được. Chính vào khoảng thời gian mà hai người đi nước ngoài đó, bên cảng có một vụ buôn lậu bắt được một người, nhưng mà người này á muốn được khai báo để hưởng khoan hồng. Khi cảnh sát thẩm vấn anh ta đã khai hết, trong đó có nhắc tới chuyện 6 năm trước ở bến cảng số 3, anh ta lén đưa một vị khách vượt biên, người này rất giống với lại Dương Bích Lâm. Anh ta giúp Dương Bích Lâm vượt biên à? Rất có khả năng này. Bên đó hình như biết chuyện này do chúng ta xử lý, nên họ đã báo chúng ta biết đầu tiên. Tôi định chờ anh về, rồi chúng ta sẽ đi gặp người đó, biết đâu có thêm manh mối mới. Anh ta đang bị giam ở cục phòng chống buôn lậu đó. Cậu nói chuyện này với ai chưa? Chưa nói với ai hết. Chuyện này rất quan trọng. Cậu gọi cho cục phòng chống buôn lậu. Bây giờ chúng ta đi gặp người đó. Tôi sẽ đi làm ngay. Trần Hưng, đây chính là đội trưởng Hạ của đội điều tra kinh tế. Anh hãy kể lại những gì anh đã nói với chúng tôi cho đội trưởng Hạ nghe lại một lần nữa đi. Được. Anh nói 6 năm trước đã lén đưa người vượt biên ở bến cảng số 3, anh có thể kể rõ không? Mà sếp, tôi xin đính chính với anh, tôi không lén đưa người vượt biên, tôi chỉ lái thuyền chở người ta qua sông mà thôi à. Anh đừng căng thẳng. Vậy kể tôi nghe, chuyện lúc đó là thế nào? Dạ, 6 năm trước tôi vẫn làm công việc đưa đón người ở bến cảng số 3. Buổi tối hôm đó có người đàn ông tới tìm tôi, còn kêu tôi lái thuyền đưa anh ta tới vùng biển quốc tế. Lúc đó chuyện vượt biên rất căng, tôi đâu có dám làm đâu. Nhưng mà anh ta đưa tôi 50 ngàn, tôi thấy tiền nhiều quá cho nên tôi đã đồng ý. Sau khi đưa anh ta tới vùng biển quốc tế, tôi thấy anh ta lên một chiếc thuyền chở khách sang Hàn Quốc. Tôi thấy người này nhìn lịch sử lắm, rất có học thức. Phải rồi, hình như là mặt anh ta đang bị thương nữa. Sau này về nhà tôi có coi báo, tôi thấy hình của Dương Bách Lâm còn ghi là tội phạm kinh tế ở Bắc Giang. Lúc đó tôi mới biết người tôi đưa đi hôm đó chính là anh ta. Anh ta tới bến cảng bằng cách nào? Sau khi đưa anh ta tới vùng biển quốc tế, tôi thấy anh ta lên một chiếc thuyền chở khách sang Hàn Quốc. Tôi thấy người này nhìn lịch sử lắm, rất có học thức. Phải rồi, hình như là trên mặt anh ta bị thương. Sau này về nhà tôi có coi báo, tôi thấy hình của Dương Bách Lâm còn ghi là tội phạm kinh tế ở Bắc Giang. Lúc đó tôi mới biết là người tôi đưa đi hôm đó chính là anh ta. Anh ta tới cảng bằng cách nào? Đương nhiên có người lái xe chở tới. Tôi còn nhớ hình như họ xảy ra tranh chấp nữa,
xảy ra tranh chấp. Phải. Anh có nghe thấy họ nói gì không? Không nghe thấy, tôi đứng xa lắm. Vậy còn người đưa anh ta đi trông như thế nào? Lúc đó trời tối, anh ta lại đeo khẩu trang, tôi nhìn không rõ được. Tóm lại cũng khá cao to vạm vỡ. Anh ta đen hơn Dư Bách Lâm một chút. Anh ta mặc đồ màu gì, đi xe gì? Quần áo thì cũng mấy kiểu quần áo màu tối thôi, nhưng xe thì lớn lắm, hình như là xe Jeep. Anh nhìn xem có phải đây không? Không giống người này, mập hơn một chút. Còn người này có phải không? Vừa nhìn là biết không phải người này. Cũng không phải. Người này thì sao? Người này... Người này nhìn có hơi giống, nhìn giống hơn mấy người lúc nãy. Tôi cũng không dám chắc chắn, dù sao tôi chưa thấy rõ mặt của anh ta. Anh Diễn. Anh Diễn. Không sao, chúng tôi hỏi xong rồi. Cảm ơn anh. Không có gì. Cảnh sát Lý à, cảm ơn anh. Mời. Lần này làm việc cả anh quá. Công việc mà, mọi người cũng đều vì phá án mà thôi. Phải. Các anh đã giúp rất nhiều trong vụ án của chúng tôi. Cảm ơn rất nhiều. Anh Diễn à, anh Diễn. Cục Cảnh sát thành phố Bắc Giang, đội điều tra kinh tế. Sao cậu còn chưa về nữa? Anh Diễn à, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Chuyện gì vậy? Tại sao lại là sếp Dương vậy? Hôm nay đưa hình sếp Dương cho Trần Hưng coi, có phải toàn bộ chuyện này có liên quan tới sếp Dương hay không? Tôi còn chưa chắc chắn. Anh Diễn à, chúng ta làm chung bao nhiêu năm rồi, tôi rất hiểu anh. Anh làm như vậy chứng tỏ trong lòng anh có đầy đủ lý do để nghi ngờ sếp Dương, có đúng vậy không? Tôi thật sự không hiểu nổi. Đầu tiên là chị Tiểu Quỷ, rồi tới chị Kiến Thu, bây giờ lại là sếp Dương sao? Tại sao lại vậy chứ? Từ ngày đầu tiên tôi vào cục cảnh sát, sếp Dương là huyền thoại trong lòng chúng tôi, là tấm gương chúng tôi phải noi theo. Nếu như cả anh ấy thì chúng tôi biết tin vào ai đi?
Những câu hỏi mà lúc này cô đang nghĩ cũng chỉ là nghi ngờ. Tôi chưa trả lời được. Nhưng những nghi ngờ này cậu chỉ được giữ ở trong lòng mà thôi, không được cho ai biết. Cậu hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Về nhà đi. Cho nên bây giờ tôi đang rất nghi ngờ trong đội chúng ta có nội gián. Hà Dĩ, chẳng lẽ cậu đang nghi ngờ tôi sao? Hà Dĩ, tôi đã hiểu rồi. Cậu đang nghi ngờ anh tôi sao? Chuyện tôi làm sai tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Cậu quen anh ấy rất nhiều năm, anh tôi là người như thế nào cậu còn không hiểu sao? Bây giờ ba của anh nằm viện, còn mẹ của anh phải chăm sóc chồng ấy, nên tôi nghĩ cứ để tôi chăm sóc thằng bé như vậy tốt hơn. Tôi muốn thằng Thần học ở trường khác, cậu thấy có được không? Vậy theo anh, tại sao đột nhiên Tôn Minh lại thay đổi ý định, còn đòi đuổi trường học nữa? Rốt cuộc là trường học không an toàn, hay là người đưa thằng bé tới trường không an toàn? Xem ra bao lâu nay, tình cảm của chúng ta đã đánh bại lý trí của chúng ta. Bởi vì chúng ta không chịu tin. Nhưng với sứ mệnh của một người cảnh sát, chúng ta không thể coi nhẹ trực giác. Dù kết quả sẽ khiến chúng ta thất vọng. Trại giam giữ Bắc Giang 221. Chào sếp hả? Dương Bích Lâm bị tịch thu thẻ xanh. Lời khai của anh giúp chúng tôi rất nhiều. Giúp được thì tốt rồi. Tòa án cũng đã có phán quyết. Tôi biết các anh đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình thụ án. Bây giờ tôi chỉ muốn cải tạo thật tốt, để sớm rời khỏi đây, gặp lại Thần Thần và ba mẹ. Dương Kiến Quân thì sao? Anh có gì muốn nói với chúng tôi không? Không có. Anh có thể tin tưởng tôi. Sếp Hạ à, các cậu mau bắt Triệu Hải Thanh đi, càng nhanh càng tốt. Tôi cũng biết vài chuyện về con người cậu ta. Tôn Minh à, rốt cuộc anh đang sợ cái gì? Hả? Giờ tôi đã vào trong này rồi, thì còn gì phải sợ nữa? Thôi được. Vậy nói về Triệu Hải Thanh đi. Tôi biết cậu ta lâu lắm rồi.
Nhưng lần này sang Mỹ, tôi mới thực sự hiểu rõ cậu ta. Cậu ta không có vướng bận gia đình giống như tôi. Không có gì lo nghĩ, không có gì phải sợ. Nhưng con người của cậu ta vô cùng ích kỷ, chỉ thích ở không mà hưởng thụ. Lúc còn đi làm, cậu ta hay rút quỹ để ăn chơi, còn cá độ đá banh. Khi ra nước ngoài thì càng vô tổ chức hơn. Hình như cậu ta nói muốn tới sòng bạc ở châu Âu. Anh ta thích chơi trò gì? Trò 21 điểm. Lần nào vào sòng cũng phải chơi. Cho dù không có sòng bạc, cậu ta cũng lên mạng để chơi. Tôi không hiểu mấy trò đó lắm. Chỉ biết là cậu ta rất ghiền, nhưng lại chơi không giỏi lắm, nên bị thua hoài, càng thua càng chơi, càng chơi càng thua. Chúng ta đã nhờ cảnh sát quốc tế phát thông báo khẩn về Triệu Hải Thanh rồi. Sau đó, cảnh sát Đức cũng đã cung cấp thông tin xuất nhập cảnh của Triệu Hải Thanh, xác nhận anh ta đã từ Mỹ nhập cảnh vào Berlin. Chúng ta còn chờ cái gì nữa? Cung cấp cảnh sát bên đó chứng cứ phạm tội của Triệu Hải Thanh đi. Để cảnh sát bên đó dẫn độ anh ta về đây. Bây giờ vẫn chưa được. EU đang mở cửa biên giới nội bộ. Hơn nữa ra vào một quốc gia không cần trình báo. Cho nên Triệu Hải Thanh có thể nhập cảnh từ Đức rồi chạy sang các nước khác. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách xác định vị trí cụ thể của Triệu Hải Thanh mới có thể xin cảnh sát địa phương truy bắt. Vậy có nghĩa là chỉ cần Triệu Hải Thanh không ngừng trốn chạy sang các nước thành viên của EU, vậy thì chúng ta không thể nào bắt được hắn ta gì đây. Nhất định hắn sẽ dừng chân ở đâu đó. Tôn Minh cũng đã nói với chúng ta, Triệu Hải Thanh đã mua được nhà cửa ở châu Âu. Dù là anh ta có ý định định cư ở đó hay là bán lại cho người khác rồi tiếp tục trốn chạy, thì chắc chắn anh ta phải dừng lại để lo mọi chuyện. Đây là thời cơ tốt nhất để giải bắt anh ta. Tôn Minh có nói Triệu Hải Thanh mua nhà ở đâu không vậy? Không có. Triệu Hải Thanh vẫn luôn có ý đề phòng Tôn Minh. Những thông tin này Tôn Minh cũng chỉ biết sơ sơ thôi. Vậy chúng ta chỉ biết chờ đợi thôi sao? Tôi nghe Tôn Minh nói mấy năm nay gần đây Triệu Hải Thanh rất thích cờ bạc, hơn nữa còn nghiện. Ngoài việc tới các sòng bạc, anh ta còn lên mạng chơi bài poker, bài blackjack và trò 21 điểm gì đó. Bây giờ số tiền anh ta đem theo có giới hạn, làm sao đủ cho dung tiền quá tráng trong sòng bạc được. Khi không có tiền đánh bài mà cơn nghiện nổi lên thì phải làm sao đây? Chỉ còn cách lên mạng chơi mấy game đánh bài. Cho nên tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu từ những game thủ cờ bạc, coi thử có thể tìm thấy tài khoản của tay. Tôi sẽ liên hệ công ty trò chơi bài poker và trò 21 điểm đang mở ở trong nước, nhờ họ tìm ra những tài khoản game nào đó có đăng ký sử dụng mạng quốc tế ở châu Âu, rồi sẽ đối chiếu số liệu. Chỉ có điều nó khó như là mò kim đáy biển. Tôi biết chứ, nhưng bây giờ manh mối chúng ta có được quá ít, chỉ còn cách này để thử vận may, hơn nữa cũng phải nhanh tay. Hay là vậy đi, anh hãy cho tôi 3 ngày, tôi sẽ tìm ra địa chỉ IP đủ điều kiện cho anh. Được, nhất giả cho cậu rồi, tranh thủ thời gian đi. Dạ. À, Hà Diễn à, khuya rồi mà tìm tôi cái chuyện gì vậy? Sếp Dương à? À, Dương Bách Lâm bị tịch thu thẻ xanh. Chuyện anh ta bị bắt về nước chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng anh có muốn bắt anh ta thật không? Hả? Tôi không hiểu ý cậu cho lắm. Sếp Dương, anh có thể nói thật cho tôi biết 6 năm trước anh tới bến cảng số 3 để làm cái gì hay không? Sáu năm trước, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Mấy hôm trước, tôi tìm được người lái tàu đã đưa Dương Bách Lâm đi khi đó. Anh ta có nhìn thấy người đưa Dương Bách Lâm tới bến tàu số 3. Người đó cao to lực lưỡng,
Tuy có đeo khẩu trang và đội nón, không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn ra được màu da của người đó có hơi sậm màu. Tôi còn đưa hình cho anh ta nhận diện. Anh ta còn nói người này rất giống. Là hình của ai? Của anh. À, cậu đang nghi ngờ tôi sao? 6 năm trước khi chúng ta truy bắt Dương Bách Lâm, anh ta vẫn trốn thoát dù chúng ta đã sắp xếp rất cẩn thận. Tôi đã nói cho anh biết sự nghi ngờ của mình. Khi chúng tôi vừa bắt được Tôn Minh, ngày hôm trước anh ta vẫn ngoan ngoãn. Nhưng từ sau khi anh đưa Thần Thần tới bệnh viện, thì Tôn Minh liền thay đổi thái độ, hỏi cái gì cũng chỉ ậm ừ. Anh dám nói không liên quan tới anh hay không? Nè, khoan đã. Chuyện con của Tôn Minh đi học là gì? Tôi muốn giúp cho cậu. Tôi cũng rất hy vọng Tôn Minh mau chóng trở về nước, huống hồ về chuyện này. Tôi đã báo cáo qua sếp Châu. Sếp Châu cũng đã đồng ý. Cậu không tin thì cứ đi hỏi đi. Còn nữa, cho dù chính tôi là người đã thả Dương Bách Lâm, vậy động cơ của tôi là gì? Chứng cứ của cậu là gì chứ? Hạ Diễm, cậu cũng là một cảnh sát lâu năm. Chỉ với một vài chứng cứ mà cậu đang có, còn tên lái tàu kia cũng miêu tả rất là mơ hồ. Vậy mà cậu dám khẳng định đó là tôi? Cho dù người đang ngồi đối diện cậu không phải là tôi, mà là nghi phạm thật sự, cậu có bắt được anh ta không? Hả? Tôi hẹn anh ra đây không phải để bắt anh. Đương nhiên, nếu người đang ngồi đối diện tôi không phải là anh, tôi sẽ không gặp mặt để nói những lời này. Anh hiểu tôi quá mà. Nếu chưa điều tra được ngọn ngành mọi chuyện, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Nếu anh vẫn coi tôi là học trò của mình, tôi muốn nghe anh nói thật lòng. Chuyện tôi muốn nói là Đào Đào đang nằm trong bệnh viện vì bị sốt cao và đang truyền dịch. Tôi phải vào với nó. Tìm tôi hả? Tôi mới vừa hẹn sếp Dương ra ngoài uống rượu, tiện thể nói vài câu. Tìm được chứng cứ gì rồi phải không? Cũng không hẳn, chỉ là vài manh mối. Tôi đã tìm thấy người lái tàu buôn lậu đã đưa Dương Bách Lâm bỏ trốn. Anh ta nói năm đó Dương Bách Lâm đưa tiền cho người thả anh ta đi, người đó không lấy. Tuy anh ta không rõ gương mặt của người kia, nhưng tôi cảm thấy nó giống như tính cách của sếp Dương. Cho nên lúc này tôi đã hẹn sếp Dương để hỏi thẳng người đó có phải anh ta không. Tôi nghĩ cứ nói chuyện thẳng thắn với anh ấy như vậy, có lẽ vẫn còn hy vọng nên anh ấy chủ động nói ra sự thật. Nhưng anh ấy không giải thích gì cả. Tôi cảm thấy anh ấy biết tôi nghi ngờ anh ấy, và cũng biết tôi nhất định sẽ theo tới cùng. Anh chỉ dựa vào những thông tin này mà đi hỏi sếp Dương, làm vậy có lỗ mãng quá không? Trước khi tới tìm sếp Dương, tôi đã báo cáo với sếp Châu. Sếp Châu nói
bây giờ chưa có đủ chứng cứ xác thực, chưa thể ra lệnh điều tra sếp Dương. Nhưng mà sếp Châu có báo chuyện này lên cấp trên, đang chờ đợi chỉ thị của cấp trên. Vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian. Triệu Hải Thanh không giống Tôn Minh, anh ta và Dương Bách Lâm có quan hệ rất thân, hơn nữa còn dám khống chế Dương Kiến Thu, chắc chắn anh ta biết rất nhiều thông tin. Nếu có thể bắt anh ta về, nhất định mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Công ty trò chơi đã gửi thông tin cho chúng ta, tôi và mọi người đã đối chiếu cả ngày trời, mà chỉ đối chiếu được một phần nhỏ. Đi thôi, tôi sẽ làm cùng mọi người. Em xin chào các thầy cô. Trường học này là trường đại học lý tưởng mà em đã yêu thích từ lâu, vì nền tảng giáo dục của trường rất giống với sự dạy dỗ về nguyên tắc sống bao năm qua của ba mẹ em. Lựa chọn trường không phải là ý của riêng em, mà là ý của gia đình. Ngoài ra, thứ em thích nhất là bộ đồng phục của đội cổ vũ trường. Em cảm thấy đó là bộ trang phục cổ vũ hoàn hảo và đẹp nhất mà em từng được thấy, đẹp ngoài sức tưởng tượng. Em là một cô bé rất lạc quan và thiên về hướng ngoại. Riêng tôi thì không còn vấn đề gì hết. Tôi muốn biết suy nghĩ của ba mẹ em về các phương pháp giáo dục. Ông ấy nói gì vậy Ngải Lâm? Ông ấy muốn hỏi ba về khái niệm giáo dục đó ba. Hay anh nói đi. Anh nói sao? Ok. Con làm phiên dịch cho ba đi. Con nói với họ tiếng Anh của ba không tốt cho lắm. Ba em của em làm phiên dịch dùng cho ông ấy. Tiếng Anh của ông ấy không lưu loát lắm. Cảm ơn. Tôi biết trường của các vị trước giờ luôn có tư tưởng tiên tiến, bao dung và nhiều quan điểm có giá trị. Tôi biết trường của các thầy là một môi trường tiến bộ, bao dung và có nhiều quan điểm tốt. Điều đó rất phù hợp với quan điểm giáo dục con cái của gia đình chúng tôi. Điều đó phù hợp với quan điểm giáo dục của gia đình tôi. Ngoài việc làm ba mẹ của Ngải Lâm ra, chúng tôi còn là bạn của nó. Chúng tôi không chỉ là ba mẹ mà còn là bạn của nó. Lúc nào chúng tôi cũng dành cho con gái của mình những điều tốt nhất ở trong cuộc sống. Chúng tôi luôn dành cho nó những điều tốt nhất trong cuộc sống này. Chọn ngôi trường này vì tôi tin rằng nơi này sẽ cho con bé những năm tháng đại học thật vui vẻ và thật là thú vị. Tôi tin ngôi trường này sẽ cho Ngải Lâm những năm tháng đại học vui vẻ và thú vị. Anh Dương, bài phát biểu vừa rồi của anh nghe rất hay. Ông ấy nói bà nói rất là hay. Cảm ơn. Nhưng mà nói thật, tôi có nhìn thấy trong hồ sơ xin học của em. Tôi hy vọng câu hỏi này sẽ không xúc phạm tới anh. Tôi thấy anh đang bị dướng vào một vụ kiện với bên cục di trú. Tôi muốn biết chuyện này là thế nào. Ông ấy nói gì? Ông ấy hỏi là tại sao ba lại bị cục di trú kiện. Chuyện là như vậy, con dịch lại cho ba nha. Ông cũng biết tôi tới từ Trung Quốc. Ba em mới từ Trung Quốc. Pháp luật của Trung Quốc và pháp luật của Mỹ thì có rất nhiều điểm khác nhau. Luật pháp của Trung Quốc có rất nhiều điểm khác với nước Mỹ. Chính vì vậy, trước khi tòa án chính thức phán quyết tôi có tội thì tôi vẫn là một người vô tội. Hiện tại ba em vẫn vô tội. Với tư cách là một người cha, tôi hứa sẽ cố gắng giải quyết chuyện này thật ổn thỏa. Xin mọi người hãy tin tôi, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Đúng. Tôi tin rằng chuyện của cá nhân tôi sẽ không tạo ảnh hưởng nào tới gia đình và con gái của tôi. Tôi sẽ giải quyết chuyện của tôi. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới gia đình và con gái tôi. Ngải Lâm, nếu như em là một công dân Mỹ, còn ba em không có cách nào để ở lại Mỹ nữa, thì em sẽ làm gì? Em, nếu ba em ở đâu thì em sẽ ở đó. Lời em nói khiến tôi thật sự rất cảm động. Nhưng có điều chúng tôi cần phải xét tới nhiều góc độ khi đánh giá một sinh viên. Gia đình và hoàn cảnh trưởng thành là một nhân tố quan trọng. Nó là cơ sở để đánh giá.
Hiện tại có nhiều vấn đề, nên chúng tôi cần cân nhắc cẩn thận. Vì vậy chúng tôi không thể chấp nhận đơn của em. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ cho em thời gian để giải quyết những chuyện riêng của mình. Và sau đó em cũng có thể nộp lại đơn xin nhập học. Chúng tôi sẽ xem xét. Ngại lầm, ông ấy nói sao? Ông ấy từ chối con rồi. Tại sao vậy? Ông ấy nói đường của họ cần xem xét tới hoàn cảnh và bối cảnh gia đình sinh viên. Dự kiện với cục di trú khiến cho họ phải suy nghĩ lại. Ngại lầm, ba còn mấy câu nữa, con dịch giùm ba nha. À, chuyện là như vậy, tôi cũng biết là lúc trước nơi này là trường học của giáo hội. Lúc đó nhờ có ba người đứng ra quyên góp và đầu tư nên mới được sự đón nhận của nhiều người, cuối cùng được phát triển độc lập. Tôi và gia đình tôi cũng rất hy vọng được như những người đầu tư lúc trước. Về mặt vật chất, tôi sẽ trợ giúp về tiền bạc. Tôi mong chúng tôi và trường học sẽ có được mối quan hệ ngày càng thân thiết. Nghĩ làm à, con đừng có buồn nữa. Trường đại học này không được thì chúng ta tìm trường khác. Mẹ, đó là trường mà con muốn học nhất. Ở Mỹ có nhiều trường đại học tốt cho chúng ta chọn mà con. Ngại lầm, ba mẹ cũng biết con rất thích vào trường đại học này. Nhưng thầy giáo lúc nãy đúng là có vấn đề mà. Ông ấy có thành kiến với nhà chúng ta. Bữa nào ba sẽ tới gặp hiệu trưởng để nói chuyện. Ba đảm bảo với con, ba sẽ lo được chuyện này. Ba đừng tốn công nữa. Ba giữ lại tiền để lo kiện cáo đi. Thái độ này là sao? Con ăn nói như vậy đó hả? Mấy ngày trước ba nói với con rồi. Từ khi ba đặt chân tới Mỹ, ba chưa từng làm chuyện gì phạm pháp. Ba còn mở công ty, giải quyết việc làm cho người quá. Praha, Cộng hòa Czech. Song bài Praha. Xin hỏi ai vậy? Alo. Đây là sòng bài Praha. Tôi có thể giúp gì cho anh? Được rồi. Anh có nói tiếng Anh được không vậy? Được. Tôi có thể giúp gì cho anh? Không. Anh... anh biết nói tiếng Trung không vậy? Dạ biết. Anh cần tôi giúp chuyện gì? Anh cần tôi giúp chuyện gì? Chỗ anh có chơi 21 điểm không? Là blackjack sao? Đúng, phải. Dạ có. Vẫn đang chơi có phải không vậy? Đúng vậy. Tốt. Được rồi. Báo, có chuyện gì? Thằng đó đâu tới vậy? Chưa từng thấy bao giờ. Chắc mới tới lần đầu á. Sao vậy anh? Mới chơi mà đã bỏ 100.000 đô tiền mua chip. Khu người qua đây có ai giàu tôi đều biết hết. Tôi chưa từng thấy nó. Vậy ý anh là anh ta... Tôi thấy thú vị rồi nghe. Lúc nãy có một khách Trung Quốc nói chuyện với nó.
nó lập tức vào nhà vệ sinh, giống như là sợ ai phát hiện ra mình vậy. Tới khi vị khách nó về, nó mới dám trở về chỗ cũ để chơi tiếp. Có vấn đề đó, lo điều tra nó đi. Dạ được, em sẽ làm ngay. Anh nhìn đi, huyết áp tăng lên tới 160 nè. Em nói anh nghe, mấy ngày tới anh phải uống thuốc hạ huyết áp cho em, anh có nghe rõ chưa? Anh biết rồi. Ngại làm đâu? Đi ra ngoài rồi, hỏi nó đi đâu nó cũng không chịu nói. Về chuyện trường học của nó, anh sẽ cố gắng nghĩ cách. Chuyện trường học cứ từ từ lo đi anh. Dù gì sang năm mới lên đại học. Điều em đang thấy lo nhất là gần đây tâm trạng của Nghệ Lâm không tốt, có vẻ như ngày càng xa cách với tụi mình. Có phải nó đang ở giai đoạn nổi loạn của thiếu niên không anh? Anh đang nghĩ chúng ta cũng không nhất thiết phải cho nó học trường đại học ở LA, chọn trường chỗ khác cũng được. Trường khác? Bách Lâm à, anh nói như vậy là sao? Xảy ra chuyện gì rồi phải không anh? Không phải, anh chỉ tự nhiên nghĩ như vậy thôi mà. Anh cũng đâu muốn Nghệ Lâm rời xa chúng ta. Anh Lâm, chị Khiết, cửa không đóng, tôi vào luôn nha. Anh lên đây đi. Lại tới Bạch nữa. Khiết. Nè Đường Hồng, ngồi đi. Sao hôm nay lại tới thăm tôi vậy? Anh Lâm à, anh không khỏe sao? À, huyết áp hơi cao. À, nếu anh không khỏe thì tôi cũng nói ngắn gọn thôi. Là chuyện gì? Dạo này tôi hơi kẹt tiền nên tính mượn tiền anh. À, mượn bao nhiêu? 2 triệu đô la. 2 triệu đô hả? Không phải anh đang kinh doanh rất tốt sao? Có phải xảy ra chuyện gì không? Nói tôi nghe đi, tôi sẽ nghĩ cách giùm cho anh. Chuyện kinh doanh vẫn bình thường, chỉ là gần đây nguồn cung ứng hàng đột nhiên xảy ra vấn đề nên mới tới mượn anh ít tiền để xoay dòng vốn. Nguồn cung ứng rất quan trọng, không nên xem thường. Đường Hồng nè, anh đem sổ sách của cửa hàng qua đây tôi xem thử đi. Không cần làm vậy đâu, sổ sách vẫn bình thường, tôi nghĩ tôi có thể tự lo liệu được. Nếu anh lo được thì đâu có mượn tiền của tôi. Anh Lâm à, anh sợ tôi không có tiền trả anh sao? Đường Hồng nè, chúng ta làm bạn bao nhiêu năm nay, từng đồng tiền mà tôi đã cho anh, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc đòi lại. Nhưng mà tôi không cho phép anh lừa tôi. Tôi không có lừa anh, những gì tôi nói đều là thật mà. Vậy sao? Đường Hồng nè, chúng ta quen biết nhiều năm, trong lòng anh nghĩ cái gì tôi đều hiểu rất rõ. Anh Lâm à, anh nghe tôi nói đó. Anh thấy cảnh sát trong nước liên tục gây phiền phức cho tôi nên anh sợ, đúng không? Anh muốn trốn nên anh mới liên tục tới tìm tôi để đòi tiền, chuẩn bị chạy. Tôi nói vậy có đúng không? Đúng vậy, anh không hề nói sai. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Đường Hồng này bán mạng cho anh hơn nửa đời người rồi, đã tới lúc tôi phải nghĩ cho mình. Cảnh sát trong nước liên tục tới đây để bắt anh về, tôi thì không tiền không quyền không địa vị. Tôi thừa nhận tôi đang sợ nên tôi muốn mau chóng kiếm một số tiền rồi bay sang một nước không có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Đó chính là toàn bộ kế hoạch của tôi đó. Cuối cùng anh đã nói ra hết suy nghĩ trong lòng mà anh luôn giấu. Anh Lâm, cuộc sống của anh đang rất tốt. Cả nhà anh đều đã di cư tới Mỹ, vợ con đều ở đây, cái gì anh cũng có. Anh còn kinh doanh, còn mở xưởng. Tôi nhớ rõ lúc trước khi tôi còn ở trong nước,
còn có người gọi tôi tới một tiếng chào giám đốc Đường, nhưng giờ thì sao hả? Tôi không còn gì hết. Anh Lâm à, anh còn nhớ hay không? Khi còn ở trong nước, anh đã hứa với tôi, anh nói là sau khi tới Mỹ, anh sẽ cho tôi một số tiền. Để tôi có thể ở đây, sống tự do tự tại không cần suy nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng anh có làm được hay chưa? Hả? Anh luôn nói tôi là anh em, nhưng mỗi lần tôi hỏi mượn tiền, thì vợ anh lại nhăn nhó cáu gắt. Ông trời biết, đó là tiền bán mạng của Đường Hồng. Đó là thứ thuộc về tôi. Anh đáng có nó, nhưng cũng không nên dùng nó làm lý do để gạt tôi. Đúng không? Anh biết cảnh sát trong nước liên tục gây phiền phức cho tôi, vậy mà trong thời khắc then chốt anh liên tục tới tìm tôi để đòi tiền bạc. Đây là điều mà bạn bè nên làm sao? Hả? Đường Hồng, có khó khăn gì anh có thể nói với tôi, có đúng không? Có thể nói với tôi sẽ nghĩ cách giùm anh, nhưng tôi không cho phép người khác lừa gạt tôi, lừa hết lần này tới lần khác như vậy. Đường Hồng, anh ấy bị cao huyết áp, anh muốn thấy anh ấy tức chết hả? Tôi nói cho anh biết, không cần biết anh tới đây làm gì, anh mau rời khỏi đây đi. Sau này nhà của tôi không chào đón anh. Đừng giận nữa. Anh Lâm. Không sao chứ. Hả, bác Lâm à, anh đừng kích động. Bây giờ anh không được tức giận đâu. Anh cũng biết, sớm muộn cũng sẽ có ngày này. Bắc Giang, Trung Quốc. Sếp Chu, nhờ sự giúp đỡ của sĩ quan liên lạc, cảnh sát Đức đã cung cấp cho chúng ta thông tin nhập cảnh của Triệu Hải Thanh, khẳng định anh ta đã tới châu Âu. Dựa trên thông tin mà chúng tôi đã hỏi được từ Tô Minh, Triệu Hải Thanh rất thích chơi đánh bài blackjack và bài poker ở trên mạng. Chúng tôi đã dựa vào điểm này liên lạc với công ty trò chơi trong nước. Chúng tôi tìm thấy hai tài khoản mà Triệu Hải Thanh sử dụng gần đây. Đó chính là tài khoản có địa chỉ IP tại thủ đô Praha của Séc. Và bây giờ chúng ta đã có thể xác định Triệu Hải Thanh đang trốn tại Cộng hòa Séc. Đất nước mà Triệu Hải Thanh đang trốn cũng giống như chúng ta, đều là nước thành viên của tổ chức cảnh sát quốc tế. Chúng ta có thể thông qua tổ chức cảnh sát quốc tế liên quan với phía cảnh sát Praha, nhờ họ phối hợp điều tra với chúng ta. Sếp Lưu liên lạc với bên đó rồi. Nhưng mà sếp Châu, tôi có một đề nghị. Nói đi. Vì Triệu Hải Thanh là một người rất xảo quyệt, tôi đề nghị lần này chúng ta tới Praha để bắt anh ta, càng ít người biết càng tốt. Sếp thấy thế nào? Tôi cũng hiểu ý của cậu, tôi đồng ý. Hai người chuẩn bị đi, lập tức tới Praha. Rõ.